chỉ cho các bạn chịu khó chơi một tí, mình phải đăng ký 3G lại. Rất là tệ hại cái internet của chúng mình, sau bao nhiêu năm tháng mình vẫn không giải quyết được cái vấn đề này, chán cực kỳ nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Rồi các bạn thấy màn hình chưa? Các bạn ơi thấy chưa? Được rồi ạ. Nó ra dạng slide rồi đúng không? Được rồi. Full screen rồi đúng không? Ok. Đấy thì đây là một cái bài giảng của nhóm ISTH. Thì nhắc tới đông máu các bạn phải biết tới cái hiệp hội này á. Nhắc tới đông máu thì đây là cái hiệp hội hội quốc tế tất cả các cái khuyến cáo về đông máu, thì đông và chảy máu thì đều người ta đều tuân thủ theo cái hướng dẫn của cái hiệp hội này á. Thì đây là một trong những cái bài đào tạo của họ vào năm 2014. Các bạn thử theo dõi cái slide này thì mình thấy nó cũng được. Không biết có vi phạm bản quyền không, tại vì mình chưa có nhắn mail xin phép tác giả. Thì các bạn tự phản biện ở trên cái phác đồ này nha. Mình muốn các bạn tự phản biện. Nó có những thứ để các bạn học, nhưng có những thứ nó không hợp lý lắm. Các bạn có thể phản biện để chọn ra cái cách thức tiếp cận nó tốt hơn. Thường thì cái how to approach thì nó có rất là nhiều bài khác nhau á. Và nếu các bạn muốn chọn một cách tiếp cận nào đó, các bạn có thể dùng cái cụm từ này á, how to approach một thứ gì đó á. Rồi, thế thì một bệnh nhân vào viện vì một các bạn sẽ thấy là cái bối cảnh của một cái bệnh nhân đông máu vào viện á, nó có nhiều cái bối cảnh lắm, nhiều cái bối cảnh lắm. Thứ nhất á, là các bạn gặp một cái bệnh nhân chảy máu tự nhiên rồi vào viện, chảy máu tự nhiên vào viện không có một cái yếu tố gì hết trơn. Một chảy máu này nó có thể là chảy máu ở da niêm mạc, hoặc những người nặng hơn thì có thể xuất huyết não á. Bối cảnh thứ hai là sau khi chấn thương xong thì họ vào viện nhưng họ chảy máu không có cầm được hoặc là rất là lâu cầm. Bối cảnh thứ ba là họ nhổ răng chẳng hạn, sau nhổ răng xong thì máu cũng cầm được nhưng sau đó một thời gian thì máu nó chảy lại để lại vào viện. Hoặc có thể họ vào viện không vì một cái chảy máu gì hết mà chỉ vì một cái xét nghiệm về đông máu nó bất thường thì họ lại vào viện. Các bạn biết là các bác sĩ thường mà thấy xét nghiệm đông máu bất thường là họ sợ ghê lắm, họ chạy qua bên phía của các cái chuyên gia đông máu liền. Bối cảnh tiếp nữa là do mình là một bác sĩ điều trị, trong quá trình sàng lọc các cái xét nghiệm liên quan tới đông máu thường quy thôi ở một cái bệnh nhân không liên quan gì hết thì mình lại phát hiện một cái đông máu nó bất thường, các cái xét nghiệm liên quan tới đông cầm máu nó bất thường. Hoặc là bối cảnh bệnh nhân vào viện vì một cái huyết khối. Các bạn phải nhớ là huyết khối và chảy máu là hai cái hình thái đối lập, nhưng mà nó đều thuộc về cái rối loạn của hệ thống đông cầm máu. Và như vậy, tăng đông hay giảm đông thì đều là đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Tuy nhiên thì mình chưa nói bất cứ một cái thứ gì về điều tra tăng đông đối với các bạn hết. Cho nên là mình tập trung chủ yếu hôm nay là mình đang nói về vấn đề của xuất huyết. Còn về mặt tăng đông á, nó hơi khó cho chúng ta một chút. Mình sẽ cố gắng sắp xếp có một bài để nói về tăng đông cho các bạn, nhưng nó hơi khó cho chúng ta một chút. Tại vì các bạn biết là cái tăng đông chúng ta bị bỏ qua rất là nhiều. Một bệnh nhân xuất huyết thì chúng ta có thể rất là dễ dàng để thấy được bằng mắt, nhưng một bệnh nhân huyết khối thì các bạn không thấy được đâu, trừ cái huyết khối đó nó gây ra các cái ảnh hưởng lâm sàng rõ rệt, ví dụ như là huyết khối tĩnh mạch sâu nó đủ khả năng để nó gây phù chân chẳng hạn, hoặc là thuyên tắc phổi nó gây siêu hấp chẳng hạn, hoặc là các cái huyết khối của các cái mạch máu mạc treo nó gây đau bụng cấp chẳng hạn thì mới có hy vọng các bạn tìm thấy. Còn thường thì nó không có cái biểu hiện lâm sàng gì thì các bạn lại không hề nhận ra được nó, cho nên là mình bỏ qua rất là nhiều. Có một điều mình cũng hơi buồn là các bạn thấy là rất nhiều các cái bệnh nhân nằm viện sau đó thì họ suy hô hấp và tử vong trong đêm trực. Thì thật ra các bạn biết rồi,
mình cũng các bác sĩ thì trong lâm trực thì người ta cũng cũng không biết nhiều về bệnh nhân á, và khi bệnh nhân suy hô hấp tử vong xong rồi thì báo cáo cho ban ngày hôm sau thì bệnh nhân tất nhiên được giải thích và đưa về nhà thôi á. Thì báo cáo cho ban ngày hôm sau thì thường người ta sẽ nói là chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi tiến triển á, rồi tử vong. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là rất là khó để nói câu đó, tại vì có bệnh nhân nào mà không suy hô hấp mà tử vong đâu á. Nếu mà không suy hô hấp thì làm sao mà tử vong á. Cho nên các bạn sẽ thấy là rất nhầm lẫn, mình rất dễ dàng quy kết cho nó là một cái viêm phổi gì đó nếu chúng ta không có một cái theo dõi sát sao á. Nhưng mà rất nhiều trong bối cảnh đó nó là thuyên tắc phổi, nếu các bạn không làm tử thiết các bạn không biết được, các bạn không có làm phẫu thuật cái tử thi sau đó thì các bạn không biết được là các cái huyết khối, các cái thuyên tắc phổi trong đó các bạn không biết được. Cho nên là chúng ta sẽ phải nâng cao, rất là nâng cao cái sự chú ý trong cái dự phòng về về tình trạng huyết khối ở các cái bệnh nhân nằm viện á. Thì trong cái bài về tăng đông mình sẽ nói thêm về cái chuyện đó. Như vậy các bạn có thể thấy các cái bối cảnh mà các bạn đối diện khi mà trên lâm sàng, khi các bạn gặp một cái bệnh nhân về đông chảy máu, và thái độ của các bạn sẽ phải rất là khác biệt. Thái độ của các bạn rất là khác biệt. Vì sao mà nói khác biệt? Nếu một bệnh nhân có chảy máu này có thể là nhiều hình thức khác nhau, có thể là chảy máu da niêm, có thể là xuất huyết tiêu hóa, có thể là xuất huyết não, xuất huyết khớp, xuất huyết cơ. Và nếu các bạn phát hiện cái xét nghiệm đông máu bất thường thì cái chuyện đó là cái chuyện ok, rất là ok, nó nằm trong một cái khung và rất là dễ dàng cho các bạn khu trú cái chẩn đoán. Nhưng nếu các bạn chỉ vô tình phát hiện một người đông máu bất thường, có thể là giảm tiểu cầu hoặc là xét nghiệm PT hay APT kéo dài gì đó, mà nếu không có chảy máu gì hết, chỉ vô tình phát hiện thôi, thì câu chuyện nó hoàn toàn khác. Và chính vì vậy các bạn phải nhớ rằng xét nghiệm bất thường không đồng nghĩa với bệnh nhân có hay không có rối loạn đông máu. Các bạn phải nhớ cái câu chuyện đó trong đầu đấy, cái này. Và các bạn sẽ phải thấy là nếu như cái xét nghiệm đó nó không giải thích được cho lâm sàng của bệnh nhân, không giải thích được cho lâm sàng của bệnh nhân, thì các bạn phải tìm hiểu lý do tại sao xét nghiệm đó bất thường. Rồi, và có rất là nhiều loại rối loạn đông chảy máu khác nhau. Mà trong bối cảnh này thì người ta sẽ chia làm tám cái nhóm yếu tố, gồm có những cái nguyên nhân mà sẽ góp phần vào một cái rối loạn chảy máu, gồm có rối loạn từ tiểu cầu hoặc là bệnh lý von hoặc là hemophilia. Hemophilia này thì có thể là hemophilia mắc phải ha, chứ cũng không hẳn là hemophilia bẩm sinh á, suy giảm yếu tố hoặc là tình trạng tăng thư sở huyết á, rồi điều trị các thuốc chống đông. Các bạn biết khái niệm TIC không? Tích gọi là Trauma Induced Coagulopathy, là bệnh lý đông máu do chấn thương á. Đa chấn thương nó kích hoạt một cái rối loạn đông máu rất là nghiêm trọng á, nó cũng do ảnh hưởng của truyền máu khối lượng lớn nữa á. Thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu sau. Hoặc là các cái rối loạn về các bệnh lý của gan á. Vậy thì cái việc đầu tiên khi mà các bạn đối diện với một cái trường hợp nghi ngờ có rối loạn chảy máu, thì tất nhiên các bạn phải xem xét xem thử là bệnh nhân này có hay đang không có cái chảy máu cấp. Tại vì ấy, cái bối cảnh lâm sàng nó sẽ định hướng cho mình rất là quan trọng trong cái chuyện mà phân nhóm nguy cơ á. Bởi vì một bệnh nhân rối loạn đông máu có chảy máu khác hoàn toàn với một cái bệnh nhân rối loạn đông máu mà không có chảy máu. Và khi có chảy máu thì các bạn nhớ là nếu đó là một cái chảy máu cấp thì các bạn phải cố gắng giải quyết cái câu chuyện của chảy máu trước cái đã, chứ đừng quá vội vàng mà tìm kiếm nguyên nhân. Bởi vì tìm kiếm nguyên nhân lúc này là thất bại á, thất bại. Cho nên á, trong khi mà các bạn order một cái xét nghiệm, ví dụ như là bây giờ thì công nghệ nó tiến bộ rồi, nhưng mà ví dụ như khi các bạn làm thấy APT kéo dài đúng không, bệnh nhân chảy máu tùm lum này APT kéo dài, các bạn làm luôn một cái mid test và mid test âm tính, thì điều đó ngoài cái chuyện giúp các bạn chẩn đoán đây là thiếu hụt yếu tố, các bạn có thể suy nghĩ là nó có thể giúp gì được nữa trong lâm sàng không các bạn? Có thể gợi ý được cái điều gì nữa trong lâm sàng không? Nó gợi ý cho chúng ta một cái vấn đề là chúng ta tiên đoán được
Bây giờ APT kéo dài này, tôi trộn vào mid-test nó âm tính, thì có nghĩa rằng là nếu mid-test nó trở về bình thường thì cũng đồng nghĩa là cái bệnh nhân này chỉ cần tôi bù huyết tương vào thôi, tôi bù huyết tương lần vào thôi, tôi bù vào thì nó sẽ correct được và sẽ ngưng được chảy máu. Như vậy nó không chỉ là một cái xét nghiệm để điều tra nguyên nhân, mà nó còn là một cái test thử để đánh giá xem thử đáp ứng của bệnh nhân với việc bổ sung các cái yếu tố, truyền bổ sung các yếu tố. Mình test được, mình có thể tự tin khẳng định với ok, tôi đi hội chẩn này, tôi thấy này, tôi nhìn qua cái kết quả mid test correct được bao nhiêu này, là tôi đoán được là ok rồi đó, ok rồi đó. Là mình có thể nắm được cái phương tiện để mình xử lý nhé. Rồi, nếu một bệnh nhân rối loạn chảy máu, thì tất nhiên nếu muốn điều tra thì đương nhiên là các bạn phải giải quyết cái tình trạng ổn định của cái chuyện chảy máu trước cái đã ha. Rồi mới bàn tới. Tuy nhiên có một cái vấn đề là ở đây nó có, các bạn cần phân biệt được khi nào thì người gọi là bleeding disorder. Bleeding disorder thì nó không còn là một cái chảy máu thông thường nữa. Tại vì chảy máu thì ai mà chẳng là chảy máu. Nhưng mà chảy máu ở đây là một cái chảy máu trên nền một cái, tức là một cái rối loạn có hay không có rối loạn của hệ thống đông cầm máu. Tại vì một bệnh nhân vào viện gắn tai nạn xe tông bây giờ nó đứt cái động mạch thì đương nhiên là máu nó chảy từ lưa là chuyện đương nhiên rồi á. Cho nên là với góc độ của một nhà về đông máu, các bạn phân biệt được cái chảy máu này là chảy máu do cơ học hay là chảy máu đơn thuần anh chảy máu do có rối loạn đông máu. Các bạn phải đặt một cái vấn đề, ví dụ như trong cái trường hợp của bệnh nhân bị sơ gan vỡ dạng từ mạch trướng thực quản do trong sơ gan, thế thì các bạn nghĩ là cái chảy máu do vỡ dạng từ mạch trướng thực quản đó nó có đơn thuần là do cơ học hay không? Nếu nó là nguyên nhân cơ học đơn thuần thì tại sao chúng ta lại rất là khó khăn trong kiểm soát nó như vậy? Tại sao cứ thắt xong rồi nó vẫn cứ tái phát, nó cứ chảy máu lại như vậy? Vậy mình phải đặt câu hỏi ra là có hay không có cái rối loạn của chảy máu, rối loạn đông chảy máu bên dưới. Đấy, các bạn phải nhận ra được cái vấn đề như vậy ha. Vậy thì nếu như mà thời gian cho phép, bệnh nhân không cần phải cấp cứu lắm trong cái chuyện chảy máu, thì chúng ta bắt đầu nếu nghi ngờ về một cái rối loạn chảy máu xuất hiện thì chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Nhớ nha, phải nghi ngờ rối loạn chảy máu thì mới mời bên đông máu tới, chứ mà bệnh nhân mà tai nạn chảy máu tại lai thì nhờ ngoại khoa hồi sự cho nhé, chứ lôi mình vào mình biết cái gì mà làm nữa. Nếu chảy máu do cơ học thì cơ học tự xử lý nhé. Rồi, vậy thì nếu có nghi ngờ một rối loạn chảy máu, cái việc cơ bản và quan trọng nhất của chúng ta đó là phân biệt được cho bằng được cái rối loạn chảy máu này có hay không có cái yếu tố di truyền. Bởi vì nó là một yếu tố cơ bản để quyết định rằng đây là một rối loạn đông máu bẩm sinh hay là một rối loạn đông máu mắc phải. Cho nên là tiền sử, khai thác tiền sử là vô cùng quan trọng. Thì tiền sử này nó sẽ bao gồm cả tiền sử bản thân và tiền sử gia đình. Một điều rất là khách quan mà mình muốn nói là mặc dù mình học rất là nhiều, lý thuyết của mình thì cũng nhiều, tuy nhiên thực tế là về mặt lâm sàng thì mình vẫn rất là yếu. Bởi vì mình, tất nhiên là mình còn rất là trẻ, và thời gian lúc còn trẻ như thế này thì mình dồn rất nhiều vào lý thuyết để mình có cái lý luận á. Cho nên đương nhiên rằng là cái do cái tuổi đời cũng chưa đủ để mình gặp đủ cái số lượng bệnh nhân cần thiết, cũng như là thực hành các cái lý luận mà mình đã học được. Cho nên mình nhận ra là đúng là thực sự là kinh nghiệm lâm sàng của mình thì cũng yếu thật. Và khi mà mình làm việc chung với thầy y của mình á, thì mình mới nhận ra là nếu các bạn có một cái lý luận tốt thì qua 5 tháng các bạn có thể nâng cao trình độ phân tích lâm sàng cực kỳ lợi hại á. Và các bạn có một cái đầu óc nhìn tổng quan hơn rất là nhiều á. Thì càng lúc mình càng thấy là nếu mình liên kết được giữa lý thuyết và lâm sàng thì mình sẽ giỏi lên rất là nhiều á, và cái đầu óc nhận định lâm sàng cái đó nó cũng sẽ khác hơn nữa. Cho nên thì chuyện lâm sàng rất là quan trọng, nhưng mà ở lúc còn trẻ, đặc biệt là như sinh viên á, thì cái lý luận nó quan trọng hơn, mình nghĩ như vậy. Còn để trở thành một bác sĩ thực sự giỏi á, một sự chuẩn mực, thì chắc chắn là phải cần thời gian rồi đó, phải cần có một thời gian hành nghề nhất định. Nhưng mà trong thời còn lúc các bạn còn trẻ thì buộc lòng các bạn phải chuẩn bị lý luận thôi. Không thể nào các bạn bỏ qua lý luận mà đi thẳng lên lâm sàng rồi các bạn làm một thời gian là các bạn giỏi được. Nhưng mà tới hiện tại thì mình cũng thấy là đúng là khi mình tiếp cận thì mình vẫn thấy là đúng là quá thời gian dần dần thì đúng là mình có thể liên hợp được và nó sẽ cải thiện rất là tốt. Về tiền sử thì các bạn phải khai thác rất là kỹ cái đặc điểm chảy máu.
của bệnh nhân đó, người ta đề nghị các bạn khai thác 5 cái yếu tố bắt buộc phải có khi mà các bạn gặp một cái bệnh nhân có cái rối loạn về chảy máu. Thứ nhất đó là bệnh nhân có cái kiểu chảy máu ở đây là gì. Cái kiểu chảy máu nó rất là quan trọng, các bạn biết không? Đối với chảy máu, ví dụ trong ITP, cái hình thái của nó rất là nổi bật đúng không? Hình thái của ITP đó là bệnh nhân thường nhà xuất hiện với cái chấm khắp người á, có thể đi khám ngay hoặc là có thể thì họ để vài ngày thì bắt đầu xuất hiện rất là nhiều chấm với kích thước nó đa dạng, có thể là có thể dạng chấm, có thể là dạng nốt, có thể là dạng mảng, tức là kích thước nó còn đa dạng á, có những nốt mới và có những nốt cũ cho nên gọi là đa độ tuổi ha, hình thái kích thước khác nhau cho nên gọi là đa kích thước, đa hình thái, đa độ tuổi, đa vị trí ha. Và nó có thể xuất hiện ở da niêm mạc nặng hơn, có thể xuất huyết nội ha. Thì hình thái của ITP thì nó khá là điển hình ha. Nhưng mà nếu bệnh nhân vào viện vì một cái bối cảnh xuất huyết tiêu hóa thì nó sẽ khác ha. Hoặc là bệnh nhân vào viện với một xuất huyết khớp thì nó sẽ khác, giống như trong các cái bệnh nhân của hemophilia mình thì cứ lặp đi lặp lại á, ở một vài cái khớp á, cứ lặp đi lặp lại á. Cho nên các bạn phải khai thác được cái kiểu xuất huyết á, để các bạn suy đoán xem đây là rối loạn đông máu của rối loạn cầm máu ban đầu hay là rối loạn đông máu huyết tương á. Hoặc là ví dụ như các bạn thấy trong những cái trường hợp của bệnh nhân hemophilia mắc phải thì các bạn sẽ thấy là rối loạn đông máu mà do kiểu hemophilia mắc phải là cứ chảy rỉ rả và nó không còn chảy theo kiểu của bệnh nhân hemophilia mà theo kiểu bẩm sinh là giống như là xuất huyết khớp rồi như vậy á, mà nó sẽ là xuất huyết tùm lum khắp mọi nơi á, các cái vị trí của các cái chỗ đường truyền các bạn đặt ven nó cũng cứ chảy rỉ rả. Hoặc là một bệnh nhân đang trong bệnh rất là nặng mà các bạn thấy các cái máu đó các cái máu nó cứ chảy rỉ rả ở các cái đường ven mà các bạn cắm vào á, thì đó là cái kiểu chảy máu của DIC á. Nói chung là nó cũng rất là gợi ý về cái nhóm nguyên nhân hả. Rồi các bạn cần phải khai thác cái tần suất chảy máu của bệnh nhân, rồi xem thử cái chảy máu này là có yếu tố thúc đẩy hay không có yếu tố thúc đẩy. Nó rất là quan trọng á. Tại vì có yếu tố thúc đẩy thì ví dụ như bệnh nhân có chấn thương, xuất huyết sau chấn thương nó khác hoàn toàn với xuất huyết tự nhiên không có chấn thương. Rồi cái kiểu điều trị á, các cái lần trước đây thì họ đã điều trị như thế nào á, và chắc chắn các bạn phải khai thác cái tiền sử gia đình rồi, đồng thời phải cực kỳ chú ý đến các loại thuốc đang sử dụng. Phần lớn trong thực hành lâm sàng, nếu không phải là các bạn làm chuyên về nhi hoặc là huyết học á, thì các bạn sẽ ít gặp cái nhóm di truyền, thì các bạn sẽ gặp liên quan tới các rối loạn đông máu do sử dụng thuốc. Cho nên là chuyện dùng thuốc thì rất là quan trọng. Và một điều cho thấy là hầu hết các loại thuốc mà người ta sử dụng á, các bạn nhiều khi rất là khó để biết được nó là loại gì, do người ta sử dụng các cái lá cây rừng á, rồi các loại thuốc gia truyền mình không thể biết được cái thành phần, cho nên nhiều khi chúng ta chỉ có thể chẩn đoán được là rối loạn đông máu này do một chất kháng vitamin K chẳng hạn, chứ mình không tìm được nó là cái loại gì á. Giống như cái bệnh nhân hôm trước mình đăng vậy á, nó liên quan tới một số chất như là các cái chất của superoxide thì nó có thể thời gian tác động của nó kéo dài hàng tháng trời á, thậm chí là hàng năm, và các bạn không dễ dàng gì để mà correct được nó á. Rất là vất vả cho chúng ta hả. Thì thực ra cái khó trong điều tra đông máu á, mình nghĩ cái khó nhất là liên quan tới cái vấn đề về tiền sử nó không rõ ràng. Nếu những bệnh nhân mà có cái rối loạn đông máu dạng nặng á, thì rất là dễ cho chúng ta, nó rất là rõ ràng. Bệnh nhân từ nhỏ họ đã biết được cái tình trạng về xuất huyết của họ rồi, cho nên là tới bệnh viện thì thực ra là họ chai mặt rồi, tới là họ biết làm gì đó. Thôi tới cho tôi biết truyền mấy bệnh huyết tương là tôi biết hết rồi đó, vào truyền cho tôi luôn. Họ biết luôn bao nhiêu đơn vị yếu tố 8 cần truyền thuộc luôn á, họ rành hơn cả bác sĩ nữa. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà chỉ là mức độ nhẹ hoặc trung bình á, thì chuyện khai thác lâm sàng là không đáng tin. Cho nên là người ta đề nghị rằng á, đúng ra người ta đề nghị là tất cả những bệnh nhân nào có rối loạn, có nghi ngờ về một rối loạn đông chảy máu, bắt buộc các bạn phải làm một cái chấm cái bảng câu hỏi chuẩn hóa, một cái questionnaire, để đảm bảo là khách quan trong cái chuyện là quyết định bệnh nhân này có hay không có rối loạn đông chảy máu, rối loạn là chảy máu á, có hay không có á. Thì
cái bảng này người ta xây dựng có nhiều bảng lắm các bạn, nhưng mà ATH thì người ta khuyến cáo sử dụng các bạn cái bảng này đấy, bao gồm á, người ta sẽ phân chia điểm nó ra dựa trên các cái nếu dựa trên 13 cái triệu chứng á, dựa vào các cái nhóm điểm á, ví dụ như là chảy máu mũi thì người ta chia nó ra như thế này từ 0 đến 3 điểm á, tùy vào cái mức độ của nó không đáng kể, hay là tần suất của nó xuất hiện bao nhiêu lần trong một năm, hoặc là cần phải xuất huyết mà cần phải sử dụng là các cái gạt chèn ép, hoặc là phải truyền máu truyền thay thế bằng desmopressin chẳng hạn ha. Rồi tương tự như vậy, xuất huyết da, các cái chấn thương nhỏ, xuất huyết ở miệng, xuất huyết tiêu hóa, rồi sau nhổ răng phẫu thuật, tụ máu cơ, xuất huyết khớp và các triệu chứng thần kinh trung ương, thì các bạn sẽ phải chấm xăm thử, các bạn phải chấm cái bảng này khi bệnh nhân có nghi ngờ rối loạn chảy máu để quyết định là có hay không có một cái rối loạn chảy máu nghi ngờ. Thì cái điểm cắt mà người ta làm xong rồi á, sau khi người ta phân tích đã biến thì người ta chọn là một người bình thường thì có thể chấp nhận cái điểm này khoảng 0.5. Đó. Nhưng mà tại vì sao có 0.5, tại vì nhớ nha, trong các cái triệu chứng này thì người ta có cái nhóm đầu tiên thì không có, nhưng cái nhóm thứ hai là nó có cái điểm trừ 1 á, tức là có nếu mà sau phẫu thuật mà nó cũng không có chảy máu gì hết, sau nhổ răng không có chảy máu gì đáng kể hết, thì coi như là giúp mình loại trừ bớt nguyên nhân, cho nên mình có thể trừ chứ không phải là công điểm nữa. Cho nên nếu mà một người bình thường thì chấp nhận nó 0.5 á, và bất thường thì là lớn hơn bằng 2 điểm, thì lúc đó các bạn có thể nghi ngờ rằng trường hợp này là một trường hợp có rối loạn chảy máu. Đó là một điều mình muốn nhấn mạnh với các bạn là sao, không đáng tin lắm nếu chỉ hỏi lâm sàng. Chỉ hỏi lâm sàng một cách đơn thuần không có hệ thống thì trong trường hợp mà rối loạn chảy máu ở mức độ nhẹ và vừa, các bạn sẽ không phát hiện được. Rồi, thế thì bây giờ mình nghi ngờ đó thì mình làm gì? Nếu mình chấm cái questionnaire xong rồi, mình nghi ngờ rồi, thì mình sẽ phải làm hai việc đấy: điều tra về tiền sử chảy máu và thăm khám lâm sàng. Đó là chuyện đương nhiên rồi nhé. Và nhớ, tiền sử đóng vai trò vô cùng quan trọng trong điều tra rối loạn đông máu, quý hơn cả khám lâm sàng ha, quý hơn khám lâm sàng. Trong này có một số em đi nhỏ, nhưng mình cũng nhắc là hồi mình mới năm 3, lúc mới đi lâm sàng á, thì mình cứ nghĩ là vì mình học trong sách vở thấy khám lâm sàng, thấy có vẻ chắc khám lâm sàng nó quan trọng lắm, có thể phát hiện nhiều thứ lắm. Sau rồi mình mới nhận ra là không, tùy bệnh, nhưng mà phần lớn á thì cái hỏi bệnh sử mới là cái quyết định tới cái chẩn đoán, chứ còn khám lâm sàng thì thường nó không phát hiện được nhiều, tùy bệnh á, nhưng mà phần lớn là vậy. Cho nên là điều tra bệnh sử một cách toàn diện là cái quan trọng nhất. Lúc mình ra đây mình được học được rất là nhiều bài học về cách viết hồ sơ bệnh án. Các bạn biết cái mô hình SOAP không? SOAP có ai biết không? Có ai biết không? SOAP. Cả thế giới người ta viết bệnh án như vậy các bạn. Cho nên bởi vì ra đây mình làm chung với nhóm của các cái chuyên gia từ phía Pennsylvania của Mỹ, giống như chỗ của giáo sư Y, thì mình mới thấy là thế giới họ làm một kiểu như vậy. Họ nhận ra là họ nói với mình đó là các bạn các cái bác sĩ trẻ, các sinh viên viết hồ sơ bệnh án, họ thấy là viết những thông tin không cần thiết, tìm điều phụ trong bụng bên viết những thông tin không cần thiết, mà dài dòng mà không cần thiết, cứ lặp lại á, nó không có ý nghĩa gì khi đọc vào, không định hướng được cái gì hết. Khi mô hình viết hồ sơ bệnh án của người ta sẽ là mô hình SOAP, S là subtractive, các bạn phải bạn Hoàng Phúc biết, bạn Hoàng Phúc nói mình vài câu nghe để tranh thủ mình phải chia sẻ mình qua lâm sàng, mình phải biết cách viết hồ sơ. Em có xem cái này ở trên cái cách hướng dẫn trình bệnh của bác sĩ Huỳnh Quyên Trần thì hình như là cái mô hình này nó gồm là 4 cái là SOAP, S là subjective, là gì? Là cái ngắn gọn về cái hành chính của bệnh nhân. Còn O là cái objective, là cái tình trạng của bệnh nhân.
Nhưng nói như vậy thì khó viết lắm, nói vậy khó viết lắm. Phải cụ thể ra, clear ra rất là dễ dàng thôi. Các bạn có thể trên Wikipedia nó cũng có hướng dẫn rất là rõ ràng. Các bạn click SOAP note là nó sẽ ra nguyên một cái bài để hướng dẫn về SOAP này. Sẽ viết rất là đơn giản như thế này thôi. Bạn Phúc thì bạn nói đúng rồi, nhưng mà cái cách viết thì nó không được clear lắm. S là subtractive, tức là các bạn sẽ viết bất cứ một cái thứ gì mà nó liên quan đến, các bạn có thể hiểu giống như là hành chính hoặc là triệu chứng cơ năng của bệnh nhân vậy. Tức là những lời than phiền không phải là những cái thứ này, những thứ mà liên quan tới bệnh nhân khai thôi á, chứ không xác định được, không chắc chắn được ha. Người ta nói sao các bạn ghi vậy. Ví dụ như S ngày hôm nay đi khám bệnh nhân, ghi S là bệnh nhân có than phiền, mất ngủ, ok, mất ngủ. Bệnh nhân nói hôm qua ho, như những ho gì đó, ok. Như vậy S sẽ liên quan tới liệt kê tất cả các cái vấn đề, các cái complaint của bệnh nhân mà không phải là khám thực thể, đúng không? O là objective, tức là liên quan tới những cái thứ mà chắc chắn là khách quan. Mình khám thấy gì, bệnh nhân có xuất huyết, ví dụ có xuất huyết, có chảy máu răng, ghi nhận chảy máu răng. Thì các bạn sẽ đặt ra những ý như vậy thôi, đặt ra những ý của objective. Gạt ra qua phần ấy là assessment, thì các bạn sẽ ghi assessment là đánh giá, có nghĩa là tại assessment các bạn sẽ ghi về chẩn đoán nghi ngờ của các bạn, hoặc là các cái hội chứng các bạn tổng kết gì đó á. Tức là các bạn sẽ bắt đầu ở phần assessment là phần mà các bạn bắt đầu đánh giá về tức là phần tổng kết rồi đấy nhé. Có thể xem là mình chẩn đoán sơ bộ hoặc là chẩn đoán xác định gì đó. Và P là plan, tức là kế hoạch cho bệnh nhân hôm đó là gì, mình sẽ làm gì tiếp, làm xét nghiệm gì tiếp, hoặc là dùng thuốc gì đấy. Như vậy là các bạn sẽ tập viết theo cách thức là SOAP. Thì các bạn sẽ, nếu mà viết theo mô hình đó thì các bạn chỉ ghi chữ S 2 chấm rồi O 2 chấm, A 2 chấm, P 2 chấm, ok, và các bạn viết ra thôi. Nếu viết theo mô hình đó thì phần mà khai thác bệnh sử, khai thác tiền sử của bệnh nhân nó sẽ rơi vào chỗ nào các bạn nhỉ? Khai thác tiền sử thì nó rơi vào chỗ nào nhỉ? S, đúng rồi, S, tại vì mình đâu có chắc đâu á, mình cứ ghi nhận thôi. S. Đấy, thì các bạn cứ nhớ mỗi ngày các bạn đi khám, hoặc là khi các bạn khám bất cứ một vấn đề gì, các bạn đi hội chẩn, các bạn làm bất cứ một thứ gì, hãy nhớ mô hình SOP và ghi như vậy, thì các bạn sẽ clear trong đầu của các bạn ra là các bạn sẽ cần phải làm cái gì với bệnh nhân. Các bạn phải nêu được cái S, cái O các bạn đang khám, cái assessment các bạn là gì, và cái plan của các bạn cho bệnh nhân này là gì trong cái thời điểm đó. Rồi, mình nhắc như vậy, còn một ngày nào đó thì mình cũng sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn khác trên YouTube. Rồi, hồi này mình đã nói về cái vấn đề về khám bệnh sử, về hỏi tiền sử rồi á, thì mình sẽ nói thêm về cái khám lâm sàng. Khám lâm sàng thì những cái mục đích là gì? Ngoài cái việc mà các bạn tìm kiếm các cái dấu hiệu xuất huyết, tìm kiếm các cái dấu hiệu xuất huyết, đặc biệt là các cái xuất huyết ẩn ở bên trong các bạn không thấy được, các bạn không đánh giá được cái mức độ của nó, các bạn xem xét xem có các cái bất thường về khớp hay không á. Tại vì ví dụ như một cái bệnh nhân mà có xuất huyết mà giờ cái khớp nó khập khiễng luôn rồi á, bệnh nhân đi đứng có bị cản trở cứng khớp rồi hay, thì mình biết là một cái xuất huyết này là một xuất huyết mãn tính rồi á, lặp lại nhiều lần rồi, có tổn thương khớp rồi á. Rồi các bạn tìm kiếm các cái dấu hiệu để nghi ngờ một cái bệnh lý liên quan mà đưa đến một cái rối loạn đông máu mắc phải. Ví dụ như là tìm kiếm xem thử có cái bằng chứng của rối loạn của gan lách hạch có to hay không á. Tại vì sao nó quan trọng? Bởi vì nó là cả cái thành phần của cái hệ vòng nội mô. Và chúng ta biết nếu có sự hiện diện của chất ức chế, tức là rối loạn của sản xuất kháng thể của dòng lympho á, thì nó có khả năng nó sẽ gây ra liên quan đến cái rối loạn đông máu này. Đấy, và ở trẻ em thì người ta khuyến cáo nữa, rất là quan trọng quý dấu hiệu của các cái tại vì trẻ em nó tăng động mà ha, thì có thể nó không để ý, nó đi nó có thể có những cái chấn thương mà các bạn rất là thận trọng á,
Tại vì đối với trẻ em thì có những cái tình huống nó bị bạo hành mà mình không biết được. Và nếu nó có như vậy thì chúng ta cần phải chú ý, cực kỳ chú ý để mà kịp thời phối hợp với phía gia đình hoặc là phía công an để có thể điều tra. Tại vì các bạn làm gì thì các bạn phải rất là chú ý tới cái chuyện này. Và nhớ rằng là đông máu nó rất là nổi tiếng với liên quan tới các cái vụ đầu độc. Tại vì là các cái thuốc mà diệt sâu bò, côn trùng thì nó đều dựa vào cái, các bạn biết rồi, cái lần mà người ta phát minh ra warfarin là một lần tình cờ mà một đàn cừu nó ăn cỏ trên một cái vùng nào đó mà xong về nó bị chảy máu rồi nó chết. Nó chết quá trời chết á. Thì người ta mới đi điều tra và người ta mới tìm ra được cái hoạt tính warfarin ở trong cái loại cỏ gọi là cỏ diệt tắc. Mình quên cái tên loại cỏ này rồi. Thì đó là cũng là cái chiết xuất tự nhiên và từ đó người ta dùng nó để mà diệt côn trùng á, diệt sâu bọ á. Cho nên nó rất rất là phổ biến, tại vì chúng ta là một quốc gia nông nghiệp, chúng ta dùng rất là nhiều các sản phẩm liên quan tới các cái thuốc trừ sâu. Và như vậy gần đây cũng xảy ra rất là nhiều vụ việc liên quan tới sử dụng nhầm các cái loại thuốc này, và các bạn thấy nó rất là độc, tại vì nó tương tác chính lên đông máu, rất là độc hại. Cho nên nhớ ở nhi khoa thì thêm cái vụ bạo hành. Rồi, bây giờ mới tới cái màng đó là khám. Nếu các bạn khám tiền sử và thăm khám lâm sàng có nghi ngờ đến một cái rối loạn chảy máu thì chắc chắn là các bạn sẽ đi tiếp tới cái bước là sử dụng các cái điều tra trên phương diện của labo. Đấy, cái nhóm này họ cũng khuyến cáo là khi nào thì nên có một cái quyết định điều tra sàng lọc dựa trên labo. Vì sao người ta lại nghĩ như vậy các bạn nhỉ? Vì sao người ta nghĩ như vậy các bạn nhỉ? Với tư duy của nhiều bạn sinh viên Việt Nam thì các bạn thấy thắc mắc. Tại vì sao người ta lại phải khổ vậy? Thì mình cứ điều tra labo để xét nghiệm bình thường thì thôi. Nhưng người ta nói là nếu như mà tiền sử khai thác nó bình thường, các bạn chấm questionnaire đầy đủ bình thường, khám lâm sàng thì không có dấu hiệu của chảy máu nữa, ví dụ như bệnh nhân bị tai nạn vào viện gãy tay gãy chân gì đó, chảy máu tù máu xong rồi ngưng chảy máu rồi nhé, không có tiền sử gì hết, thì người ta nói là không nên sàng lọc. Tại vì có ai hiểu cái ý tưởng của cái chuyện này không? Bởi vì nếu mà bác sĩ ở bên dưới đó họ nói là bệnh nhân này bị tù máu đó, mời bên phía đông máu xuống điều tra coi thử bệnh nhân này có rối loạn chảy máu không, đề nghị làm xét nghiệm. Thì vì sao người ta khuyến cáo không nên làm? Có ai hiểu ý tưởng không? Mời Bình nói phát đi Bình. Theo em thì có thể là do, có thể là sẽ làm nhiễu tới kết quả. Tức là đôi khi không hẳn là cái xét nghiệm sẽ chắc chắn phản ánh đúng cái thật sự trong người bệnh nhân, mà bây giờ hai tiền sử bình thường, thăm khám lâm sàng bình thường, nhưng mà cái kết quả lâm sàng thì nó lại làm cho mình dẫn tới chuyện nhầm lẫn. Thêm cái là vậy. Anh nói cũng đúng. Tức là một trong những cái nguyên tắc trong suy luận lâm sàng nó, mình nói rất là quan trọng ở chỗ là nó phải dựa trên một cái tức là các bạn phải tiếp cận một cách rất là reasonable. Bởi vì không, nếu không mà làm như vậy các bạn sẽ, ví dụ như tôi nói là bây giờ các bạn làm xét nghiệm thường quy đi, các bạn phải tập cái tư duy này nhé, các bạn phải tập cái tư duy này nhé. Nếu như bây giờ bệnh nhân đó xét nghiệm ngày hôm nay kali máu 2.5, sáng kiểm tra kali máu 2.5, thế là ông trưởng khoa ông đọc bằng cái rừng, tại sao anh bác sĩ điều trị sao anh không bù kali đồ này nọ đủ thứ vậy, thì các bạn nghĩ như vậy có được không? Có ai bình luận trong cái tình huống này không hả? Mà các bạn yên tâm đi, các bạn đi làm các bạn sẽ gặp.
ý kiến gì không Phúc? Em đồng tình không? Em đồng tình không? Em làm trường khoa em có được bằng không? Theo em thì nếu mà chưa có bất thường lâm sàng thì mình chỉ nên theo dõi thôi chứ mình cũng chưa có nên buồn. Không được, em suy nghĩ vậy là cũng chưa được. Cái việc đầu tiên trong y khoa em phải nhớ này, giống như các bạn học từ cái thời phổ thông rồi mà, nếu có một hiện tượng xảy ra hỏi em giải quyết như thế nào thì khoa hỏi câu đó trước khi bàn tới giải pháp, thì hãy phải trả lời thử là cái lý do gì, tại sao nó lại bị như vậy, tại sao nó lại bị như vậy. Nếu chưa trả lời được câu hỏi đó mà nếu các bạn đi thẳng tới giải pháp, có nhiều người nghĩ rằng là trừ trường hợp cấp cứu thì các bạn biết không, cho nên trong một cái loại tư duy vừa rồi mình mới học một cái khái niệm rất là hay, rất là làm cho mình rất là bất ngờ, đó là khái niệm cái privilege có nghĩa là cái đặc quyền khi mà phân về cái ở mỗi bệnh viện, mỗi cái nhóm bác sĩ nhất định thì họ sẽ có một cái được phân một cái, có một cái bảng về đặc quyền y tế. Nhưng mà khi qua điều dưỡng thì họ lại không dùng từ đặc quyền nữa, không dùng đặc quyền nữa, họ gọi là phân công nhiệm vụ do thôi chứ họ không dùng từ đặc quyền nữa. Và sau đó mình mới nhận ra là cái từ privilege này là nó chỉ dùng cho bác sĩ mà thôi. Nước ngoài họ hiểu rất rõ chuyện này, cho nên nếu mà mình không clear cái chỗ này thì mình sẽ hiểu sai khi nói chuyện với người ta. Tại vì đặc quyền là từ chỉ dành riêng cho một ngành duy nhất, đó là ngành bác sĩ. Vì lý do như thế này, họ bảo là anh có ai là người mentor, người hỗ trợ cho anh không? Có ai là cấp trên của anh không? Thì nói có, tôi có nhiều cấp trên lắm, trưởng khoa, phó khoa, trưởng khoa trên, phó khoa, trưởng khoa, có trưởng trung tâm, giám đốc của đủ các loại, nhiều lắm. Tôi có, ngành nghề nào họ cũng như vậy. Nhưng mà họ hỏi là thế nếu như vào 12 giờ đêm nhé, bây giờ bệnh nhân ấy tụt SPO2 rất nhanh á chẳng hạn, giờ anh phải đặt nội khí quản khẩn cấp, anh có phải xin phép cấp trên anh không? Các bạn có xin phép không? Không. Đúng. Không cần xin phép. Vậy thì cái này chỉ có một người duy nhất có thể ra được quyết định đó, đó là bác sĩ mà thôi. Cái đó người ta gọi là đặc quyền. Đặc quyền. Và đặc quyền thì có nghĩa là một loại quyền rất đặc biệt mà nó vượt qua tất cả những cái quy tắc thông thường của xã hội. Cho nên là các bạn được trao trong tay cái đặc quyền đó, tức là đặc quyền ra quyết định trên cơ thể của người khác, thì các bạn sẽ thấy là các bạn phải có trách nhiệm trong chuyện ra quyết định đó. Ví dụ nha, trong bối cảnh hạ natri máu vừa rồi, nếu như ông trưởng khoa bắt tôi phải buồn, vậy thì các bạn cứ thử hình dung nếu cái hạ natri máu đó mà nó là một cái hạ natri máu già do bối cảnh của tăng cái gluco máu chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái việc bù đó là một việc gây hại cho bệnh nhân, đúng không các bạn? Các bạn phải hiểu cái nguyên tắc của ấy, các bạn phải hiểu cái lý do của chuyện hạ natri máu đó trước cái đã, bởi vì đó là con số ở trên mẫu xét nghiệm. Chúng ta đang lấy một mẫu máu để đại diện cho toàn cơ thể bệnh nhân, làm ở một cái phòng lab xa xôi á, nó không phải là bệnh nhân. Cho nên người ta gọi là có cái clinical judgment là nó rất quan trọng, có nghĩa là cái quyết định lâm sàng, người bác sĩ có quyền trong cái chuyện quyết định lâm sàng. Vừa rồi mình có một cái cũng rất rất là thú vị là trong cái chuyện mà
Trong cái chuyện mà dạ phụ bệnh nó ra cái kết quả một cái khối u phổi rất là lớn, rồi bệnh nhân có tổn thương thượng thận hai bên, rồi thì bệnh nhân bị cắt mất một cái quả thận, rồi quả thận còn lại bình thường, nhưng mà khi kết quả làm dạ phụ bệnh ra bên phía dạ phụ bệnh, họ không thể nào phân biệt được cái nguồn gốc của cái tế bào u này từ đâu, là từ thượng thận. Họ nghĩ là một trong chỉ có một trong ba khả năng thôi, dựa trên những cái mật cơ họ có, thì một là đến từ phổi, hai đến từ thượng thận, hoặc là đến từ thận. Nhưng mà cả tháng trời sau khi làm hóa mô quá trời rồi, tình trạng bệnh nhân đang chuyển xấu dần, đang chuyển xấu dần, thì lúc này á, bọn họ nói họ không thể nào trả lời được nữa. Thì lúc này cái quyết định lâm sàng nó cực kỳ quan trọng. Thì bọn mình đã dùng cái suy luận lâm sàng để quyết định như sau. Thứ nhất, bệnh nhân này có một khối tổn thương rất lớn ở phổi, đó là tổn thương có kích thước lớn nhất và cũng là cái mẫu sinh thiết cũng lấy từ phổi. Đứng trên phương diện của bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá với 30 gói năm, đột biến của cả ALK và PD-L1 đều dương tính. Bọn mình không nghĩ tới được cái thượng thận là bởi vì nó có hai cái tổn thương ở thượng thận với kích thước cùng nhau, cho nên vị trí nguyên phát không thể nào là thượng thận được. Nó phải là một cái tổn thương di căn thì nó mới có thể làm cho xuất hiện ở cả hai bên với kích thước tương tự nhau. Và ở thận thì không hề có một cái tổn thương nào và một cái khối nào có thể tìm thấy được. Và dựa trên căn cứ đó thì có thể khẳng định được là cái khối u này là một khối u xuất phát, nguyên phát từ phổi để có thể điều trị theo hướng của ung thư phổi. Thì từ đó có thể thấy là lúc này cái clinical judgment nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng, và chúng ta phải ra quyết định để điều trị chứ không thể chờ đợi thêm được nữa. Và chính vì vậy mà các bạn sẽ phải tập suy luận, vì cái đặc quyền của một người bác sĩ cho nên các bạn phải tập suy luận một cách rất là reasonable. Cho nên là nếu như mà các bạn order một xét nghiệm tiếp theo mà không nằm trong một bối cảnh các bạn đang muốn một thứ gì đó, tức là các bạn trống rỗng trong suy nghĩ mà các bạn order một thứ tiếp theo á, mà không dự đoán trước được kết cục á, thì các bạn sẽ thấy là nguy cơ các bạn sai sót trong chuyện phân tích là cực cao. Cho nên gọi là cái vấn đề về xác suất tiền nghiệm và xác suất hậu nghiệm nó là như vậy. Cho nên người ta nghĩ rằng trong bối cảnh này thì thôi mình không sàng lọc cộng đồng nữa, mình đừng sàng lọc nữa, mình cứ để như vậy. Nếu thật sự bệnh nhân có hay không có, giả sử rằng mình chấp nhận rằng mình đã bỏ qua bệnh nhân này, thì bệnh nhân này nếu họ bị lại ở lần sau có tiêu chí của tiền sử xuất hiện, có tiêu chí của chảy máu xuất hiện, thì lúc này chúng ta điều tra tiếp, thì cái cơ hội chúng ta có thể ra quyết định lâm sàng nó sẽ chuẩn hơn. Tức là ra quyết định phải dựa trên một cái quá trình tiếp cận step by step cực kỳ quan trọng. Rồi bây giờ nếu như các bạn nghi ngờ một cái rối loạn chảy máu, xác định được thông qua một cái tiền sử chảy máu bất thường, hoặc là cái quá trình khám lâm sàng nghi ngờ các cái dấu hiệu xuất huyết bất thường, thì mình nghĩ đây là có khả năng là có khả năng đây là một cái rối loạn chảy máu có khả năng. Các bạn cho mình tí. Thì lúc này các bạn sẽ phải cần làm xét nghiệm để đánh giá các cái nhóm nguyên nhân. Theo các bạn thì cái bộ xét nghiệm sàng lọc của một cái loại chảy máu nên bao gồm những cái gì? Mời ai đó đi. Có vài bạn mình cũng bó tay luôn, mình không biết mời ai. Nhưng mà phải nên mời các bạn làm lâm sàng. Nga ơi Nga. Rồi, nếu một bộ xét nghiệm sàng lọc về các rối loạn chảy máu thì nên bao gồm những gì? Theo em thì nên bao gồm PT, APT, với cả suy. À, bạn Nga đề nghị là PT, APTT và fibrinogen. Thì đó là một bộ đông máu rất là cơ bản.
Tuy nhiên các bạn nhớ rằng rối loạn chảy máu không chỉ đến từ chuyện của đông máu huyết tương không thôi nhá. Chứ cái đấy thì mình có công thức máu. Công thức máu rồi sao nữa? Công thức máu rồi sao nữa em? Cái vấn đề là tầm ban đầu thì phải làm cả thời gian máu chảy. Máu chảy, máu đông cũng có thể hữu ích, sao nữa em? Để mình có một cái bức tranh toàn diện luôn á. Thì nếu mình đã nghi ngờ rối loạn chảy máu, tức là bây giờ mình sẽ bước chân vào công cuộc điều tra toàn diện. Thì mình nên chọn công cụ nào không mình sót công thức máu này để đánh giá số lượng tiểu cầu á và các thành phần máu khác. Cái gì nữa? Bộ đông máu dám nói PT, APT, fibrinogen. Gì nữa? TT. Cái gì đấy em? Thrombin time hả? Rồi cũng nhận đi, tùy thrombin time muốn làm cũng làm để sàng lọc xem được có hay không có cái sự hiện diện của một số loại thuốc giống như heparin chẳng hạn. Tiếp tục. Mình phải clear mấy cái chỗ này ra hả? Phải clear ra. Rồi cảm ơn nha. Cái này là không áp đặt ai được thế đâu, hiểu không? Cái này thì có thể là cái bộ lựa chọn ban đầu của mình mà á. Thì lựa chọn của em như vậy ok thôi hả? Mời thử Hậu có đề nghị gì không Hậu? Em nghĩ là thêm cái sinh hóa máu nữa. Sinh hóa mà cái chức năng gan á. Để làm gì? Đánh giá vấn đề của gan hả? Nhưng mà dạ đúng rồi. Cái đó thì không phải là cái để sàng lọc, cái đó là cái điều tra nguyên nhân rồi, phải phân biệt được á. Cái bộ sàng lọc là cái bộ ban đầu để tiếp cận á. Chứ các bạn hay nhầm lẫn mấy cái chuyện này lắm. Cái chuyện sai lầm nhất của các bạn là gì? Các bạn sinh viên trong tư duy á. Ví dụ bệnh nhân hạ nát ri máu, việc đầu tiên các bạn nhảy vào, các bạn lao vào rất om sòm. Rồi bệnh nhân này hạ nát ri máu vì đâu? Do bệnh nhân bị nôn tiêu chảy xúc gọi là các bạn ngồi liệt cái hàng loạt các nguyên nhân gây ra hạ nát ri máu. Những cái cách tiếp cận như vậy là mình nghĩ rất là hết sức là vớ vẩn á. Làm sao các bạn có thể tiếp cận như vậy được? Tại vì các bạn tiếp cận như vậy thì các bạn bán nhà người ta ra mà điều tra à? Mà có điều tra như vậy nó cũng không thể nào clear được. Các bạn phải đi từng bước một. Phải đi từng bước một. Cái bước một trong tiếp cận hạ nát ri máu, vì sao người ta yêu cầu là bước một? Các bạn phải đo áp lực thần thông máu. Bởi vì chúng ta biết rằng áp lực thần thông máu nó phụ thuộc vào cái nồng độ của các cái ion hòa tan, gồm có chủ lực là natri clo, cho nên mình có thể dùng là hai lần natri, bởi vì natri clo coi như là về clo. Kali thì chủ yếu nội bài, cho nên ngoại bài mình có thể không bàn tới. Rồi gluco và có thể có cả ure. Và lúc này chúng ta thấy rằng là nếu hạ natri máu thực sự thì rõ ràng là nó sẽ, bởi vì natri là thành phần chính của áp lực thẩm thông máu, nên nếu nó hạ natri thì đương nhiên là cái áp lực thẩm thông máu nó phải giảm. Nhưng bây giờ nếu như nó tăng luôn thì sao? Thì có nghĩa là nếu nó tăng luôn thì đồng nghĩa với câu chuyện đó là nó đã tăng cái thành phần khác mà gây tăng áp lực thẩm thông máu rồi, chứ không phải là natri. Ví dụ như gluco chẳng hạn, ví dụ như ure chẳng hạn, nếu nó tăng gluco lên thì rõ ràng là áp lực thẩm thông máu tăng lên, thì nó đưa đến là nó đưa hấp thu nước vào lòng mạch, thì cuối cùng natri trong cái thành phần đó mặc dù bản chất nó không đổi nhưng cuối cùng cái định lượng của natri nó bị hạ cách giả tạo. Thì có nghĩa là chúng ta phải đi từng bước, chứ các bạn bay vào nguyên nhân thì bay gì được. Các bạn phải tiếp cận một cách rất hết sức là có lý luận á. Cho nên là đấy, Hậu đề nghị làm gan, không thể nói em sai được. Nhưng tiếp cận như vậy thì nguy hiểm quá á. Mình đang nói về cái chuyện tiếp cận thôi. Còn nhớ nha, trong thực tế lâm sàng thì chúng ta phải order nhiều cái một lần, chứ không thể nào mà các bạn đi từng bước như vậy là các bạn nghĩ là các bạn phải làm từng bước như vậy. Rồi thì ra một cái các bạn bắt lấy máu một lần, ra một cái lấy máu một lần, một ngày các bạn lấy máu chục lần thì chắc là điều dưỡng họ giúp các bạn luôn. Không có được á. Mình có thể nghĩ step by step nhưng làm thì không nhá. Làm thì mình phải có một cái nhìn rất là overview á. Rồi,
Thế thì mình có đề xuất thế này. Cái nhóm này họ đề nghị thế này. Nên là tất nhiên là từng bước thôi nhé, chứ nhưng mà cái bộ ban đầu các bạn đến chọn á, thì họ tập trung vào bốn nhóm. Một là cái nhóm của CBC, PBF tức là cái phết máu ngoại biên, và cái PFA. Các bạn biết cái PFA không? Platelet Function Analyzer, xét nghiệm phân tích chức năng tiểu cầu á. Mấy bạn Bình có biết PFA không? Có nghe qua. Có nghe qua đúng không? Phải biết nhé. Là nó dùng cái chất mà tương tự, được cái máy mà tương tự tiểu cầu đúng không anh? Ừ, rồi, cũng giảm hiểu như vậy. Đúng rồi. Như vậy là cái bộ đầu tiên này để giúp chúng ta đánh giá cái gì? Cái bộ đầu tiên này đố các bạn đánh giá cái gì? Nga ơi, cái bộ đầu tiên này đánh giá cái gì em? Bộ đầu tiên ấy, để mình đánh giá xem là số lượng tiểu cầu này, chất lượng tiểu cầu này, với lại cái kéo lam ấy, để khẳng định rằng là đúng là do thiếu tiểu cầu hay là do vấn đề về vón ấy. Rất tốt nhưng chưa đủ. Thứ nhất, CBC chúng ta đánh giá, thứ nhất số lượng tiểu cầu là chính xác. Bởi vì số lượng tiểu cầu, nếu thực sự bệnh nhân có xuất huyết và bây giờ tiểu cầu làm ra có 10 con, thì đương nhiên mình nghĩ rằng xuất huyết này là do tiểu cầu cái đó. Các bạn phải học một cái tư duy như vậy cái đó. Chứ nói bệnh nhân, thế một người hỏi thế bệnh nhân có rối loạn đông máu hay không, tôi không biết. Có thể có, tôi không dám nói, nhưng chắc chắn là có liên quan tới tiểu cầu. Bởi vì trong cái bối cảnh này, khi tôi làm công thức máu, tôi có bệnh nhân xuất huyết và tôi làm công thức máu, tôi đang mong chờ tiểu cầu, tôi đang chờ đợi cái tiểu cầu. Giờ tiểu cầu nó giảm thật sự thì rõ ràng là tôi đang nghĩ là mối liên quan hai cái này nó rất là chặt chẽ. Cho nên tôi có khả năng cao, xác suất cao đó là có liên quan tới tiểu cầu. Còn để trả lời với anh là có liên quan tới rối loạn đông máu hay không thì tôi làm sao? Có hai cách, một là tôi điều tra đông máu, còn không thì tôi bù tiểu cầu cho xong cho nó đủ cái đã. Tiểu cầu nó lên rồi mà máu nó vẫn còn chảy nữa chứ, thì tôi nghĩ là chắc là còn nguyên nhân khác chứ không phải mình tiểu cầu đâu. Còn nguyên nhân khác. Các bạn hiểu vấn đề không? Đây. Ví dụ như một cái kinh nghiệm nhớ đời vậy. Hồi đó lúc mình đang còn đội trú, mình có hướng dẫn cho một nhóm sinh viên của phòng thật. Trong một cái ca lâm sàng ở trên nhau, nói bệnh nhân vào viện vì chảy máu răng, đi cầu phân đen, chảy máu răng ít đi cầu phân đen, và mấy bạn chẩn đoán thấy đi cầu phân đen vui quá rồi nhé, chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa và quyết định điều trị theo xuất huyết tiêu hóa. Thế mình hỏi các bạn đó, xuất huyết tiêu hóa là ý gì sao? Ý nghĩa của xuất huyết tiêu hóa theo cách nhìn của nội khoa là sao? Xuất huyết tiêu hóa là xuất huyết từ một cái tổn thương ở trên đường tiêu hóa do viêm loét gì đó, từ dạ dày, tá tràng gì đó, đúng không? Tức là nó là một cái xuất huyết do tổn thương cơ học tại chỗ. Thế thì mắc mớ gì bệnh nhân bị chảy máu răng? Mình nếu như bệnh nhân vừa chảy máu răng mà vừa đi cầu phân đen thì mình phải nghĩ như thế nào các bạn? Chẳng lẽ nó bị tổn thương từ vùng miệng cho tới vùng hậu môn à? Mình nghĩ sao bệnh? Giờ là mình sẽ nghĩ đến một cái tổn thương mà nó hệ thống trên bệnh nhân, nó chứ không phải là khu trú tại một nơi. Đúng rồi, như vậy có khả năng bất thường này là một bất thường liên quan tới hệ thống rồi. Rồi chứ không phải là tổn thương tại chỗ đâu. Còn đương nhiên rằng nếu bệnh nhân trên nền tảng có loét sẵn thì đương nhiên là khi có một cái tổn thương của đông cầm máu, hệ thống thì nó bộc lộ ra thì cái chuyện đó là bình thường thôi á. Các bạn phải phân biệt được. Trước khi đó mà các bạn lôi bệnh nhân đi nội soi là xong không rồi, đúng không? Tại vì các bạn nội soi mà giờ bệnh nhân rối loạn đông máu như vậy mà các bạn đưa bệnh nhân đi nội soi thì có mà toi. Phải đánh giá phải đánh giá. Thế thì cái công thức máu giúp chúng ta biết được là ok, số lượng tiểu cầu và những thành phần khác. Vì sao vậy? Bởi vì cái những thành phần khác nó giúp chúng ta định hướng nguyên nhân được. Cái ca đó là cái ca mình là mãi mãi không bao giờ quên.
Mà mẹ không bao giờ quên. Tại vì cái ca đó sau khi xong rồi thì làm công thức máu ra thì tỷ cô nó giảm còn khoảng 10 á. Tỷ cô nó giảm 10. Thì mình vỡ được cái tiểu cầu rồi thì vui quá đúng không? Mọi người vui quá, ca này chắc là giảm tiểu cầu rồi. Trẻ măng hả? À? Có 23, 24 tuổi gì đó. Nhưng mà mình phải đặt vấn đề lại là ủa? Sao tiểu cầu giảm 10? Mà không thấy xuất huyết da gì hết trơn á. Bay vào xuất huyết đường niêm mạc, xuất huyết tiêu hóa kỳ vậy ta. Nó giảm có tiểu cầu không à? Ồ, hình thái này nó rất rất là không điển hình á, rất là không điển hình á. Và may quá, mình phải làm vết máu ngoại biên thì mới thấy rằng là ca này cuối cùng nó ra cái gì các bạn biết không? Ca này cuối cùng nó ra là một cái MM3, là một cái bệnh cung cấp dòng tủy thể M3 các bạn. Tức là bệnh cung cấp tiền tỷ bào á. Loại này nó gây rối loạn đông máu rất là dữ. À, hóa ra là tiểu cầu nó giảm trong bối cảnh của leukemia cấp thôi. Còn xuất huyết nó nằm trong bối cảnh của rối loạn đông máu do tế bào ác tính nó gây ra nữa. Chúng ta không, chúng ta phải rất là clear. Khi thấy cái thứ gì đó không ổn, vui lòng chết lại ngay lập tức. Bởi nhiều khi mình nể ông thầy của mình dữ dội lắm. Ngày hôm qua ông đã làm cho mình rất rất ngạc nhiên về một ca. Ca đó là một cái ca ung thư tuyến ức. Một cái ca tuyến ức động điều trị thì cũng mấy năm rồi á, nay vào viện viêm phổi tùm lum á. Nội hạch hai bên tùm lum. Điều trị tái tua kháng sinh á. Thì ai cũng nghĩ là ok, chụp hình ảnh chụp CT rồi ra thì nói là thôi ca tuyến ức chia căng tiếp rồi thì còn gì nữa. Bởi vì cái ung thư tuyến ức thì cái khối nó vẫn còn ở đó. Mọi người chỉ cần tập trung điều trị viêm phổi rồi nói di căn rồi thì xong mong rồi, di căn thật tè le rồi. Ông mới nói với mình, trong ơi tao thấy không ổn lắm. Tại vì tao thấy là cái kích thước của cái khối u tuyến ức từ trước với lúc này không thấy thay đổi lắm. Mà kích thước của khối nguyên phát không thay đổi lắm, sao di căn dữ dội vậy ta? Di căn hạch tùm lum vậy ta? Mà đặc tính của cái hạch này tao thấy nghi nghi nó giống lymphoma có mày. Lymphoma là một loại ung thư hạch nó hoàn toàn khác với ung thư ức. Mình cười. Thế là nói thôi, làm sinh thiết đi mày, kiểm tra cho chắc. Kết quả sinh thiết nó ra lymphoma các bạn. Thế là ông này đợt này vào vì một cái lymphoma thứ phát sau, có lẽ sau điều trị hóa chất thì của cái ung thư tuyến ức trước đó, có lẽ là cái ung thư tuyến ức này nó không có tiến triển, nó vẫn ổn định vậy á. Và giờ này cái lymphoma nó phát triển, hạch trung thấp nó nhiều, chẳng lẽ có thể gây viêm phổi tắc nghẽn á. À, và ô may quá, bởi vì nếu lymphoma mình điều trị được mát, cho nên là nói chung là ông dạy mình rất nhiều thứ về cái chuyện mà các bạn phải tận mắt xem cho bằng được hình ảnh. Không bao giờ ông chấp nhận đọc cái kết quả của chẩn đoán hay là bằng cách đọc cái kết luận. Không bao giờ ông làm chuyện đó. Bởi vì chỉ có các bạn là người mà đối diện trực tiếp với bệnh nhân và cảm nhận cái gì đang diễn ra trên bệnh nhân. Và khi các bạn so sánh, các bạn tự đối chiếu thì các bạn mới có thấy một cái sự gì đó không ổn. Các bạn mới tìm ra được những cái manh mối cực kỳ là bất ngờ. Ở VinMed thì có cái hay là cái hệ thống phát nó rất là mạnh. Các bạn có thể ngồi bất cứ máy tính nào và các bạn có thể vào cái phần mềm tự xem, chứ cũng không ai thèm xem cái phim mà các cắt ra từng lát vậy thì nó rất là khó để đánh giá. Hệ thống phát thì các bạn kéo chuột, các bạn xem rất là dễ. Ồ, nó làm cho mình đúng là hiểu được là lý luận và lâm sàng, kỹ năng lâm sàng nó phối hợp với nhau thì nó sẽ cho ra những cái kết quả ấn tượng cỡ nào. Ngay cả cô Kelly ở Pennsylvania, cô làm chuyên gia rất giỏi về ung bướu huyết học, cô bái phục, bó tay, phải gọi là quá giỏi. Bởi vì nó thay đổi hoàn toàn cái cục diện điều trị các bạn. À, như vậy là cái CBC nó giúp được cái chuyện đó. Thế thì mình làm cái vết máu ngoại biên làm gì? Vì sao phải xem cái vết máu? Nhớ nhé các bạn, nhớ nhé, phải nhớ chuyện này nhé. Tại vì là huyết đồ là nó vô cùng quan trọng. Huyết đồ nó bao gồm công thức máu, vết máu, hemogram,
nó phải gồm có cả CBC, bao gồm cả PBS hay là PBF đó, tức là peripheral blood smear, tinh máu ngoại biên và reticulocyte. Thì các bạn phải luôn luôn nhớ là tất cả các tình huống mà các bạn mới điều tra công thức máu một lần đầu hoặc một bệnh nhân có bất thường công thức máu, không bao giờ bỏ qua tinh máu ngoại biên, phải làm. Bởi vì cái duy nhất các bạn nhìn thấy trên CBC chỉ là những con số mà thôi, đó những con số về mặt số lượng, và nó chẳng phản ánh được cái gì về cái những cái đặc tính khác của cái tế bào đó. Các bạn phải thấy tận mắt, nhìn bằng mắt sẽ thấy được nhiều thứ thú vị từ đó lắm hả. Thì trong trường hợp của bối cảnh mà chúng ta đang học ở đấy ấy, thì chúng ta giúp loại trừ thứ nhất là vấn đề của cái pseudo thrombocytopenia, là cái giảm tiểu cầu già do chống đông ETA, hoặc là một số các cái tình huống miễn dịch khác nó cũng thể làm cho cái tiểu cầu nó kết trùng lại với nhau để mình loại trừ cái này có phải thực sự là do nguyên nhân tiểu cầu không, hoặc là nó còn giúp chúng ta trong một việc, đó là đánh giá hình thái của tiểu cầu, nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho tới hiện tại các cái xét nghiệm gen để điều tra các cái vấn đề về bệnh lý tiểu cầu nó vẫn còn rất rất là hạn chế. Nhưng mà nếu các bạn thấy cái hồng cầu nó to đại bự, MPV nó rất là cao á, nếu các bạn rất chú trọng MCV thì đừng bao giờ quên MPV, tức là mean platelet volume, thể tích trung bình tiểu cầu á, nó có ý nghĩa quan trọng như là MCV vậy. Thì các bạn thấy nếu hồng cầu rất là to, ok, mình biết đó, bệnh Nasule đó. Nếu cái hồng cầu nó nhỏ, queo, ok, nó khác đấy. Nó sẽ giúp chúng ta biết được đánh giá hình thái của tiểu cầu, nó có phù hợp với một cái rối loạn liên quan tới cấu trúc của tiểu cầu, cấu trúc của tiểu cầu hay không, rối loạn màng của tiểu cầu hay không. Và bên cạnh đó các bạn sẽ phối hợp với cái PFA để đánh giá về các rối loạn chức năng của tiểu cầu. Bởi vì rối loạn chức năng của tiểu cầu thì nó có thể đến từ cả phía của bẩm sinh lẫn phía của mắc phải. Vừa rồi ngày hôm qua thôi thì còn một bệnh nhân đã đi gần đấy, bà về bị bầm tím lắm phải cả năm trời như vậy rồi cũng đi khắp rồi, có qua bên chỗ của cả viện huyết học đấy thì họ không tìm ra được cái gì hết, cho nên họ nói bình thường, về nhà đi bình thường. Nhưng rõ ràng là bà cứ thấy bà có bị bầm tím biết vậy thì rất cơ bản các bạn, khi qua mình thì mình chỉ làm cộng như vậy thôi, mình làm CBC, mình làm PBS, mình làm PFA, luôn luôn mình sẽ sàng lọc cái chuyện đó là một phần trong, bởi vì đông máu bình thường hết trơn. Thì mình thấy là rõ ràng PFA nó bất thường rất là rõ thì mình biết rằng ok, trường hợp này là một trường hợp rối loạn chức năng tiểu cầu. Mình chưa thể chẩn đoán chính xác được bệnh, tại vì rối loạn chức năng tiểu cầu thì nó có thể đến từ vấn đề của thuốc, có thể đến từ vấn đề của rối loạn bẩm sinh của tiểu cầu hoặc là có thể rối loạn của von Willebrand, chưa thể biết được. Nhưng mà cái nguyên nhân gây ra chảy máu của bệnh nhân đã được xác định, còn từ từ mình đi tiếp từng bước. Rồi, như vậy là các bạn hiểu là mình đi cái bộ thứ nhất là nha, còn cái bộ sau từ từ tính tiếp. Sao vậy ta? Rồi, mình đi cái bộ đầu tiên. Đấy, CBC nó giúp làm cái gì á? Tới một ngày nào đó, mình hy vọng các bạn cho nên là đợt tới đây, nếu bạn nào có ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái đợt nói chuyện với thầy cô mình rất là mong các bạn có cơ hội tham dự. Các bạn sẽ phải tập cho mình một cái thói quen, đó là bất cứ một thứ gì mà có thể visualize được á, có nghĩa là các bạn có thể thấy được con mắt, thì hãy cố gắng thấy trực tiếp bằng mắt của các bạn, chứ đừng có đọc chữ. Ví dụ CBC họ trả cho các bạn cái kết quả đó, kệ họ, cố gắng chạy xuống nhìn cái làm thế đi, chịu họ đọc cái làm thế đi. Các bạn không cần phải quá giỏi giống như là người chuyên đọc về làm, nhưng các bạn cơ bản các bạn sẽ đánh giá được một cái cách mà chỉ có các bạn, những người trực tiếp điều trị bệnh nhân, trực tiếp điều trị cái bệnh nhân đó, thấy xét nghiệm hàng ngày của bệnh nhân đó, các bạn mới có một cái bức tranh về bệnh nhân đó. Và khi các bạn nhìn cái lab nó không giống với một người mà chỉ đọc cái lab thôi, nó khác nhau. Hãy cố gắng tự làm cái việc đó đi, chạy xuống lab, chạy xuống labo mà đọc đấy. Và PFA thì như mình đã nói rồi, thì mình nói một chút về cái PFA cho các bạn hiểu. PFA thì trước giờ là người ta hay nói là PFA 100, nhưng mà hiện tại thì mô hình nó nâng cấp hơn tí là thành PFA 200 á. Ở Chợ Rẫy thì người ta làm PFA 200 rồi. Ở bên Bạch Mai họ làm cái gì em biết không Nga?
Sao Nga nói không nghe được cái gì ta? Nói to hơn được không em? Không nghe được gì hết. Bên Bạch Mai vẫn đang là 100 anh ạ. PLA 100. À, PLA 100. Vâng. Nhớ nha, đây là một xác nghiệm sàng lọc vô cùng cơ bản, không có cái gì đặc sắc hết. Cho nên phải làm á, thì các bạn mới phát hiện ra được là nó quan trọng. Nguyên tắc của nó như thế nào, hiểu cái nguyên tắc của nó thì các bạn sẽ nhận ra nó thôi. Tiếp ấy thì người ta không sử dụng tắt thuyết tương nữa, mà người ta dùng mẫu toàn phần. Cái này nó thỏa mãn cái ý của mình này. Đó là càng lúc người ta đang càng muốn mô phỏng á, cho nó giống với cái in vivo á, thì người ta thiết kế một cái ống gọi là cái cartridge. À, thì cái ống này được phủ, một cái thanh của nó được phủ á bởi một cái lớp màng được bao phủ collagen, nó giống như là cái lớp dưới nội mạc của cái thành mạch mà khi nó bị tổn thương vậy, một cái lớp màng phủ collagen đã được phủ sẵn rồi. Thì lúc này á, thì người ta sẽ đưa cái dòng máu nó chảy qua á, dưới này người ta đã phụ sẵn cái điều kiện giống như là điều kiện của một nội mạc tổn thương gồm có tuy người ta sẽ bỏ nhiều chất vào đây để học hóa tiểu cầu, nhưng mà nguyên tắc chung của nó là như vậy. Thì khi đó người ta sẽ cho cái dòng máu được chảy với một cái tốc độ y chang như là tốc độ của dòng chảy high shear để hoạt hóa von Willebrand. Và khi qua đấy thì Vongro dưới điều kiện high shear gặp thành mạch tổn thương, thế là gặp nhau và nó tạo thành cái nút chặn tiểu cầu ha. Thì khi mà dòng chảy nó bị tắc lại do cái nút chặn nó hình thành, thì người ta đo thời gian hình thành bao lâu, thì người ta gọi đó là cái thời gian CT, closure time. Thì dựa vào đó người ta sẽ đánh giá xem thử sơ bộ là cái vấn đề hoạt hóa của tiểu cầu nó có vấn đề gì hay không ha. Tức là đó là lý do mà vì sao người ta gọi là xét nghiệm chức năng của tiểu cầu. Sau này các đời mới hơn thì người ta bỏ thêm một số các cái chất hoạt hóa tiểu cầu vào để xem thử là cái đáp ứng của tiểu cầu với hoạt hóa một số chất thì nó như thế nào, giống như đánh giá với collagen, với ADP, với epinephrine. Thì các bạn sẽ biết được kiểm tra một số các cái thụ thể của tiểu cầu. Mình có làm với một cái slide riêng liên quan tới các cái đánh giá về chức năng tiểu cầu, nhưng mà chắc không kịp để nói trong khóa này vì mình nói khóa này mình đi quá nhiều thứ đi, mình không ôm nổi. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý đó là riêng CBC thì các bạn mình nhớ về tình huống của cái dạng tiểu cầu giả tạo. Một trong những cái kinh nghiệm đau thương của một cái tình huống dạng tiểu cầu giả mà mình đã nói với các bạn rồi đó, đó là bệnh nhân thì bị giảm tiểu cầu, cứ phát hiện giảm tiểu cầu lâm sàng thì cũng chẳng có gì, những xét nghiệm tâm cơ đi khám sức khỏe phát hiện tiểu cầu nó giảm cũng không nặng lắm nữa. Nhưng nó giảm cứ giảm hoài, thế là họ chẩn đoán bệnh nhân ITP nhé, thế là họ điều trị cọc tí miết không đỡ, thì người ta chuyển điều trị mới nhé, chuyển qua cắt lách xong rồi nó cũng không đỡ, thế là họ chuyển qua điều trị thuốc mới, đó là đồng vận của đối vận tiền của thrombopoietin nhé, thì dùng etoposide rất là đắt tiền, điều trị riết một thời gian á, sau đó một ngày tình cờ xem cái lam, người ta thấy mấy cái tiểu cầu nó to bự chảng, mấy tiểu cầu to bự chảng, nó to gần mà hồng cầu luôn, ồ thế là chết rồi. Tổng số lượng tiểu cầu nó không giảm, mà vì nó rối loạn liên quan đến mấy con tiểu cầu này nó to như vậy thì nó bị đếm nhầm vào hồng cầu. Nó có thể giống như một cái hồng cầu mà các bạn biết rồi, hồng cầu số lượng nó lên tới hàng triệu, cái chuyện mà lẫn cỡ vài ngàn vài chục nghìn của con tiểu cầu vào đó là không thay đổi gì kết cục số lượng của hồng cầu đâu á. Kết cục là ô, hóa ra người ta chẳng có gì cả, rối loạn về mặt hình thái của tiểu cầu thì đúng hơn á, nhưng mà máy thì nó đâu quan tâm đâu, nó phân loại đâu có chuẩn, và chúng ta đã điều trị cố sống cố chết dựa trên duy nhất một cái con số lượng tiểu cầu, chứ bản chất người ta có giảm tiểu cầu đâu, các bạn biết không? Cho nên các bạn cứ nói là first do no harm ở trong y khoa, nói thì nghe có vẻ nó đơn giản nhưng thực ra nó khó vô cùng đó.
không một ai dám tự tin nói rằng là tôi sẽ không làm hại bệnh nhân. Tại vì thật ra là tôi không biết. Nếu mà tôi biết cái chuyện đó là chuyện sai trái, tôi biết cái chuyện đó nó sai thì tôi không làm rồi. Nhưng mà cái trình độ của chúng ta thì luôn luôn bị giới hạn. Cho nên là phải cố gắng để rèn luyện con người mình trở thành một con người logic cao nhất có thể. Chứ sơ sài là chắc chắn chúng ta sẽ có nguy cơ rất cao là chúng ta nhầm lẫn và có thể đưa đến những quyết định sai lầm. Bệnh nhân thì họ không đủ khả năng để mà nhận định về cái tính đúng sai của y học rồi á. Nhưng các bạn biết rằng những bối cảnh đó khi diễn ra thì các bạn sẽ làm gì với người ta? Các bạn có dám thừa nhận sự thật với bệnh nhân không? Chắc chắn là các bạn không có gan á. Nếu các bạn thừa nhận là các bạn nguy cơ chắc đi tù quá, không có dám. Thì thôi, nói với bệnh nhân ok, giờ mất tiểu cầu này cũng được, không sao đâu á, ngừng điều trị. Nga đi làm lâm sàng có chia sẻ có cái câu chuyện nào nó tương tự như vậy chia sẻ không? Câu chuyện y tương tự như thế luôn. À. Ở khoa cấp cứu làm, vâng, khoa cấp cứu làm vội và tức là ở cấp cứu thì họ chỉ có chạy máy và không có kéo lam như ở trên trung tâm hết. Ừ. Ở cấp cứu họ xếp ra thì tiểu cầu có một tuần. Ừ. Mà lại là người quen của bác sĩ ở khoa cấp cứu, đăng ký ba đơn vị khối tiểu cầu. Ừ. Chuyển bệnh nhân xong ba đơn vị xét nghiệm lại tiểu cầu hai. Ừ. Chuyển ngay vào trung tâm huyết học vì sao xuất huyết và các thứ đấy. Mặc dù lâm sàng bệnh nhân nam 40 tuổi, hoàn toàn không có biểu hiện gì, không chảy máu, không chảy máu trong răng, không xuất huyết dưới da, rất trẻ, đi khám sức khỏe bình thường. Ừ. Sau đấy thì tiểu cầu thấp với phi sang các cấp cứu bởi vì có người quen đó. Vào trong khoa huyết học kéo ra một cái tiểu cầu 500 vòn. Mà bọn em không truyền, không làm gì cả, chỉ giải thích làm theo dõi thôi. Sau đấy bởi 2 hôm cho ra viện, giải thích tình trạng bác nó ổn rồi nên rồi bác cứu được. Nhưng mà em có chạy lại với chống đông khác không? Ờ, có chạy lại chống đông khác luôn, tại vì cũng sợ là nó bón do ETA. Nhưng ừ. mà nó cũng muốn mình nó vẫn vào bón, không biết là. Chắc à đúng rồi, có một số tình huống em biết là em phải đổi, bọn anh sẽ đổi từ ETA. Nếu ống ETA thất bại, đổi của ống Citrat. Ống Citrat thất bại, đổi của ống Heparin á. Nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn một tí, cho nên là phải thử nhiều lắm ạ. Nhưng mà nó giống nếu mà kéo lam thì nó bón tùm lum vậy là biết rồi. Ừ. Chứ thật ra trong những tình huống giảm tiểu cầu giả thì nó cũng có giảm chứ không phải nó không giảm, nhưng mức độ nó không nặng cho nên là mình đánh giá không đúng thôi. Đấy thì như bằng ngã chia sẻ đó, túi tiểu cầu thì cũng đắt tiền á, nhưng mà cái vấn đề túi tiểu cầu chưa nói, mà cái truyền tiểu cầu cho mình nhớ là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng á. Sau một thời gian mình đi với thầy của mình thì mình mới nhận ra là ồ, truyền các chế phẩm máu hoặc là liên quan đến máu cho một người khác là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng á. Cho nên là có một nguyên tắc trong truyền các chế phẩm máu, để các bạn khỏi phải học bất cứ mọi cái lý luận lý thuyết tiêu chuẩn này nọ cho nó phức tạp, các bạn chỉ nhớ một cái câu này thôi và các bạn thực hành theo cái câu này là mình nghĩ nó ok nhất. Đó là trong mọi tình huống liên quan tới sử dụng các chế phẩm có liên quan đến máu, ví dụ như cả albumin nhận hàng nó đều là chế phẩm từ máu, thì nếu các bạn có thể tìm kiếm được một giải pháp khác mà có thể giải quyết được vấn đề thì các bạn phải ưu tiên giải pháp đó, chứ không phải là giải pháp liên quan tới truyền các chế phẩm máu và liên quan đến máu. Ví dụ như ngày cách đây 2 hôm thôi, mình gặp một con bé 18 tuổi thôi, nó đi khám tại vì nó bị ngưng kinh có mấy tháng, nó khám bên sản xong rồi trời ơi hemoglobin nó có 47g trên lít thôi, thế là bác sĩ sản hoảng luôn hả, đem thẳng tức tức chạy qua bên chỗ bên mình đem qua. Nó thì nó khỏe ra, nó còn cười nó nói hoành tráng lắm, nó không có cái dấu hiệu gì hết đó. Trời ơi, nghe tim của nó nhịp con nó bình thường, con chưa tăng nhịp tim nữa, không có mất máu đâu hết, không có mất máu đâu hết, kỳ lạ. Mà cái ngưỡng đó là rõ ràng chắc chắn với cái kiểu như vậy mình biết bệnh nhân này bù trừ rất là tốt rồi. Làm cái bi lăng sắt ra thì nó thiếu máu thiếu sắt trầm trọng, thiếu máu thiếu sắt rất trầm trọng. Xong rồi mình mới nói là không, tính nguyện nó bình thường không có vấn đề gì, thế là chỉ vì lý do là vì để bảo tồn sắc đẹp thôi á, ăn kiêng cách đảm bảo á, kinh khủng. Nói chung công nhận vì sắc đẹp hy sinh kinh thực, bởi vì nếu sức chịu đựng mà tới cấp độ đó là cô này cô cũng phải dạng đạt cấp cao lắm á. À, thế là thôi, có truyền máu không, mình có thể giải quyết bằng cách truyền sắc mà sao mình phải truyền máu. Tình trạng lâm sàng nó có khẩn cấp không, có làm cho bệnh nhân thay đổi có cái dấu hiệu của thiếu oxy não cấp không? Chứ không có thôi. Nếu như có thể giải quyết bằng một phương án khác, không cần phải dùng tới nó, thì hãy ưu tiên phương án đó. Nguyên tắc của
chúng ta là như vậy. Ví dụ như ngay cả diễn giải cái xét nghiệm liên quan tới PFA, các bạn biết rồi, PFA nó sử dụng máu toàn phần, mà dùng máu toàn phần thì có hết sức thận trọng. Bởi vì dùng máu toàn phần thì các bạn sẽ thấy là hiệu quả là nếu HCT nó số lượng hồng cầu nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái clotting, à, cái CT này, đúng không? Tại vì số lượng hồng cầu nhiều thì CT nó sẽ đóng nhanh hơn, số lượng mà hematocrit nó thấp quá thì CT nó sẽ đóng chậm hơn, thì kết quả các bạn cứ nghĩ là bệnh nhân rối loạn chức năng tiểu cầu lại đi truyền tiểu cầu cho người ta nữa thì lại căng á. Cho nên các bạn phải hiểu các bạn đang làm cái gì và điều gì nó có thể ảnh hưởng tới nó. Cho nên người ta yêu cầu các bạn là coi thử hematocrit bằng mấy cái đã rồi mới đi làm xét nghiệm nhé. Tương tự như vậy, ví dụ trong trường hợp bệnh nhân bị hạ natri máu chẳng hạn, mà giờ mà các bạn thấy là lipid máu của bệnh nhân cao trên trời, bệnh nhân viêm tụy cấp triglyceride máu tăng trên trời, các bạn đi làm điện giải đồ thì kiểu gì natri máu không hạ. Tại vì sao các bạn nhỉ? Các bạn có hiểu được không? Các bạn có hiểu được không? Nói yếu tố gì giảm anh? Nó nhỏ không? Hạ natri máu nha, hạ natri máu. Giờ bệnh nhân viêm tụy cấp tăng triglyceride máu để xét nghiệm ra máu natri hạ thì sao? Do nôn nhiều quá nên mất hạnh. Thì em suy nghĩ như vậy là không được rồi. Bước 1 của chúng ta là gì? Không được nói cái nguyên nhân này nguyên nhân kia, bởi vì nói như vậy là mình rất dễ đưa đến một cái không hồi kết. Phải xác định cái natri máu này là có giảm được hay không. Phải, đúng rồi, phải đi từng bước cơ chế giảm đây là gì đó. Thì bước 1 người ta, đó là lý do mà vì sao ở nước ngoài em sẽ thấy người ta tiếp cận rất là clear, đo áp lực thực thể máu. Bởi vì theo cái lý luận rất rõ ràng, nếu áp lực thực thể máu của bệnh nhân nó bình thường, theo lý luận mình thấy đó, áp lực thực thể máu được hình thành bởi các chất tăng ở trong dung dịch, các chất có khả năng các chất điện ly ở trong dung dịch đó. Thì bây giờ natri, clo, glucose và ure là chính. Nếu như những cái bây giờ natri máu nó hạ, nó phải làm giảm áp lực thực thể máu để giữ áp lực thực thể máu bình thường, thì điều đó có nghĩa là cái phần liên quan tới điện giải là nó không bị ảnh hưởng. Thế thì nó giảm ở đây nó chỉ liên quan tới cái vấn đề liên quan tới các cái thành phần của các chất không hòa tan trong dịch mà thôi. Những chất đó là ai? Những cái lipid máu, bilirubin. Bởi vì nó không hòa tan nên các bạn sẽ thấy khi các bạn lấy cái mẫu máu á, các bạn ly tâm một phát thì cái phần không hòa tan đó nó tạo thành một cái lớp ở phía dưới của cái ống xét nghiệm. Kết quả là thay vì sử dụng toàn bộ cái mẫu đó để đại diện cho thể tích ở trong dung dịch, thể tích toàn phần của máu, thì lúc này cái phần không hòa tan nó tăng cao. Kết quả là các bạn sẽ làm xét nghiệm tổng nồng độ của ion không thay đổi gì hết, nhưng mà cái phần còn lại của dung dịch chắc nó bị giảm lại. Cho nên chúng ta sẽ đưa đến những giá sai lầm, nó chỉ là cái chuyện hạ natri máu trên phương diện của labo mà thôi, chứ không hề có gì trên lâm sàng hết. Tức là chúng ta phải đi từng bước. Chứ các bạn bay vào mà các bạn đoán được tự nhiên bệnh nhân vào viện giảm tiểu cầu. Ồ, bệnh nhân này vì sao giảm tiểu cầu nhỉ? Có đứa thì nói bệnh nhân giảm tiểu cầu vì suy tụy. Bệnh nhân này ví dụ hay gặp nhất là giảm 3 dòng. Cứ giảm 3 dòng là mấy đứa sinh viên lao vào, bệnh nhân này là suy tụy. Nhưng mà em dựa vào đâu? Em dựa vào đâu để em nói như vậy? Em phải đi từng bước. Chứ ngồi liệt kê như vậy, anh liệt kê một đống. Suy tụy nó cũng giảm 3 dòng. Bệnh nhân mà ung thư máu nó cũng giảm 3 dòng. Mà tôi có cả trăm loại ung thư máu chứ đâu phải có một loại. Mà nếu lý luận như vậy thì biết làm sao mà có thể chúng ta có thể tiếp cận một cách đủ logic và tiết kiệm tối đa cái nguồn lực để chúng ta điều tra được. Các bạn hiểu không? Phải tìm hiểu từng bước một. Giảm 3 dòng này, cái bước đầu tiên mình phải clear rõ ra là cái giảm 3 dòng này do trung ương hay do ngoại biên cái đó. Cái tụy của nó có vấn đề hay là do ở bên ngoài nó bị phá. Nếu mình khám cái lách to chào bá thì ok, câu chuyện này có khả năng cao cái 3 dòng này nó giảm là do vấn đề của ngoại biên rồi đó. Nó khác chứ, đúng không? Rồi. Đấy, các bạn thấy hình ảnh giảm tiểu cầu do chứng đông ETA không? Chứng đông ETA không? Nó bám thành một đám lớn như vậy. Tiểu cầu nó nhỏ, nó bám một đám lớn như vậy thì các bạn thấy là số lượng cứ tiểu cầu mà nó đứng rời với nhau thì đến một con mà cả đám như vậy thì các bạn hình dung là tiểu cầu nó sẽ giảm bao nhiêu phần á. Đấy, một số con tiểu cầu nó cũng to, các bạn thấy không? Đấy, thì các bạn không nhìn thấy trên lam mà các bạn dựa đó, toàn bộ cái số đó mà máy nó đếm là nó không đếm thành không con tiểu cầu.
tại vì nó đâu có giống hình thái của con nào đâu. Nó sẽ đưa vào cái nhóm tế bào cứng điển hình. Thì khi giảm tỷ lệ chuyển đổi ETA thì các bạn sẽ phải về đọc lại cơ chế thử tại sao lại ETA nó có thể gây ra chuyện này nhé. Đấy, vì sao phải làm phết máu là vậy nhé. Không chỉ loại trừ cái này mà giúp chúng ta đánh giá chuyện khác nữa. Đấy, nếu các bạn thấy nghi ngờ một cái rối loạn, mình điều tra đầu tiên mình đi từng từng mảng mà mình đánh giá rối loạn cơ máu ban đầu trước, thì đương nhiên số lượng, nếu trường hợp số lượng tử cầu giảm thì không nó làm gì rồi. Giảm thì mình phải đánh giá xem thử là vì sao nó giảm. Và nếu giảm thật thì mình có thể nghĩ là nguyên nhân cái giảm của nó là đến từ cái chuyện của giống như vừa rồi. Buồn cười, một cái ca người Nhật, họ đi khám từ tháng 1 tới giờ, họ đi khám ở bên một cái bệnh viện tư nhân ở Hà Nội này. Thế là tiểu cầu nó giảm, nó cũng không giảm bao nhiêu hết, cỡ 120-130 mà cứ giảm 3 lần làm liên tục của trong từ tháng 1 tới giờ cứ giảm. Thế là qua mình điều tra nguyên nhân tại sao giảm. Nhưng mà khi mình mở máy ra thì thấy xét nghiệm của ở tại viên mất trước đó là từng khám với mình rồi. Xét nghiệm trước đó thì cũng bình thường hết mà. Ồ là mình biết chuyện gì rồi đó, cái máy đó nó có vấn đề rồi, cái máy đó nó tương tác cái cách thức đếm, cái định nghĩa về tiêu chuẩn đếm tiểu cầu của nó sẽ khác với cái máy bên mình nữa. Chứ thật ra thì 120-130 thì được tính là theo định nghĩa của quốc tế, giảm tiểu cầu được định nghĩa là khi tiểu cầu dưới 150. Nhưng mà để giảm tiểu cầu có ý nghĩa lâm sàng thì người ta phải đề nghị dưới 100. Cho nên là các bạn thấy trong các tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng thì khi nào người ta gọi là đáp ứng hoàn toàn, ví dụ trong điều trị ITP chẳng hạn, thì chỉ cần số lượng tiểu cầu trên 100, trên 100.000 là người ta nói là đánh giá CR rồi, complete response, đáp ứng hoàn toàn rồi. Bởi vì người ta thấy là rất nhiều người từ 100 tới 150 nó hoàn toàn cả cuộc đời họ vậy, nó không có vấn đề gì hết. Cho nên các bạn phải hiểu là vì sao người ta lại lấy cái ngưỡng bình thường của số lượng tiểu cầu là 150 đến 400 chẳng hạn. Cái con số đó nó có ý nghĩa gì? Con số đó chỉ là một con số về mặt thống kê mà thôi. Và ý nghĩa thống kê và ý nghĩa lâm sàng là nó không có đồng nhất. Cho nên các bạn không thể lấy một người tự nhiên huyết áp của tôi 80-50 mà cả cuộc đời tôi sống như vậy, mắc mớ chứ nói tôi bị bệnh. Anh cứ lấy 90-60 là định nghĩa anh muốn phần lớn mọi người trên thế giới này là như vậy, nhưng mà tôi không như vậy. Các bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là phải hiểu được rằng lâm sàng nó rất là quan trọng trong cái chuyện đó. Còn các con số chúng ta cố gắng để làm là chúng ta chấp nhận một sai sót. Sai sót, sai lầm loại 1, sai lầm loại 2 chúng ta chấp nhận rồi. Vì chúng ta chấp nhận nên chúng ta mới công nhận mấy con số đó. Nhưng đứng trên góc độ lâm sàng, các bạn là người quyết định trực tiếp trên một cá nhân cụ thể. Người ta đang quan tâm tới tình huống của người ta thôi. Và các bạn sẽ phải quyết định dựa đến tình huống đó. Chứ không phải là lấy các cái tiêu chuẩn của bên phía cộng đồng để đưa cho họ là không được. Thì cái đó sau khi làm lại bên mình thì nó lên lại 150. Có nghĩa là cái này vốn gì cái mức tiểu cầu của họ cũng bị thấp thật. Tức là thấp hơn trong cái nhóm ngưỡng dưới của cái quần thể bình thường thôi. Cho nên khi qua các cái máy khác mà nó chỉ cần thay đổi cái tiêu chuẩn một phát á, thay đổi tiêu chuẩn trong cái định, trong cái nhận diện về tiểu cầu cái thì nó bị giảm liền á. Nhưng mà mức đó không có ý nghĩa á. Nhưng chúng ta có thể giải thích được cho người bệnh và họ có thể hiểu được và họ có thể yên tâm về tình hình của họ á. Rồi, nhưng mà nếu số lượng tiểu cầu bình thường thì đương nhiên phết máu nó cũng bình thường, thì chúng ta mới nghi ngờ về rối loạn chức năng của tiểu cầu đúng không? Tại vì hình thái của tiểu cầu nó bất thường thì các bạn có thể thấy là nó liên quan tới các rối loạn bẩm sinh của tiểu cầu nữa. Nhưng mà nó là rối loạn về cấu trúc. Còn PFA nó giúp chúng ta đánh giá về rối loạn chức năng của tiểu cầu ha. Nhưng nhớ nha, PFA không loại trừ được một rối loạn giữa tiểu cầu và một rối loạn của Wolff. Tại vì nó chỉ đo CT, mà nói CT thì có nghĩa là sự phối kết hợp giữa tiểu cầu, giữa tương tác giữa tiểu cầu với collagen, tiểu cầu với volumen. Cho nên nó là đừng vội kết luận bệnh nhân rối loạn tiểu cầu với mỗi cái PFA thôi nhé. Nhầm to á. Rồi, còn nếu như mà hình thái của tiểu cầu bất thường thì chúng ta nghi ngờ đây là một cái rối loạn cấu trúc của tiểu cầu thực sự á. Thì các bạn biết rồi nhé, chúng ta có Bernasulli hoặc là Quick-Cold aneurysm là hai cái rối loạn phổ biến nhất, một cái đại diện cho tiểu cầu lớn còn cái đại diện cho tiểu cầu nhỏ. Cho nên cái MPV nó cũng có giá trị tương tự như là MCV vậy ha. Còn khi hình thái tiểu cầu bình thường á, cái thể tích trung bình nó bình thường á, thì chúng ta có thể định hướng các cái rối loạn liên quan tới phóng tích hạt. Rối loạn chức năng tiểu cầu thì khó lắm, khó lắm. Không phải là có gì, không phải là mình không hiểu, nhưng mà
phương tiện điều tra nó khó quá, phương tiện điều tra khó quá. Các bạn biết không, riêng cái vụ mà thiếu máu tăng huyết thôi, thiếu máu tăng huyết mình dịch thì chỉ cần làm cái cung test rất là dễ á, mình làm cái để thấy hiện tượng ngưng kết của hồng cầu rất dễ, nhỏ y gen vào cái khuấy cái là tự nhiên thấy hồng cầu nó kết tủa ngon ơ, nhìn trên mắt rất dễ dàng, nhưng mà cái tiểu cầu nó không làm được các bạn. Cho nên là chẩn đoán ITP có khổ sở không? Chứ ITP với thiếu máu tăng huyết miễn dịch thì cơ chế nó cũng tương tự nhau, liên quan tới tới cái chuyện mà kháng thể nó gắn kết lên trên tiểu cầu thôi. Nhưng mà các bạn đâu có thấy được hiện tượng ngưng kết của cái ITP bằng cái cách là làm tương tự như đâu, như vậy đâu. Do tiểu cầu kích thước nó nhỏ quá, nó khó. Rồi, và sau khi nếu các bạn xác định được cái rối loạn về tiểu cầu thì các bạn cần phải phân tích rối loạn đó cụ thể là loại nào. Thì chúng ta có một số các cái công cụ để chúng ta làm điều đó. Một là cái xét nghiệm đánh giá về khả năng ngưng tập và phóng thích tiểu cầu qua ánh sáng. Thôi hôm nào học về bài tiểu cầu sẽ biết cái xét nghiệm này nhé. Cái này rất là hay, rất là hay. Để giúp các bạn hiểu về cái quá trình hoặc quá trình tiểu cầu nó rất là hay, nó làm thành một cái đồ thị rất là hay. Hoặc là các bạn làm flow cytometry, flow cytometry rất rất hữu hiệu trong điều tra các rối loạn về thụ thể của tiểu cầu á. Tại vì các bạn chỉ cần khảo sát cái CD42A, 42B, CD61 thì các bạn có thể đánh giá được GP1B và GP2B3A rất là tiện lợi á, để mà đánh giá được cái bất thường về thụ thể của tiểu cầu. Và cao hơn nữa chúng ta có các cái xét nghiệm gen. Xét nghiệm gen làm thì hiện tại xét nghiệm gen thì nó sẽ phổ biến rồi á. Bọn mình đang làm một cái dự án là làm xét nghiệm giải trình tự gen toàn bộ cho các cái một số các cái loại ung thư á, tài trợ miễn phí. Nhưng mà chi phí hiện tại cho một cái xét nghiệm gen toàn bộ đó lên tới 200 triệu giải trình tự toàn bộ hệ gen lắm, nhưng mà đang tài trợ cho bệnh nhân á, cho nên là cũng đỡ. À, rồi tiểu cầu giảm thì nói rồi nhé. Đấy, đấy là định hướng tiểu cầu này giảm thật không, và sau đó là nghi ngờ về một cái rối loạn liên quan tới số lượng tiểu cầu. Rối loạn liên quan tới số lượng tiểu cầu thì lại phân biệt rối loạn này là từ đâu, do tùy nó giảm tổng hợp hay là do nó tăng cái tiêu thụ. Tăng tiêu thụ trong bối cảnh bệnh nhân đang DIC này, đang nhiễm trùng cấp này, thì cầu nó giảm là đúng rồi. Và đặc biệt là các bạn hay gặp giảm tiểu cầu trong bối cảnh của phòng thừa phòng khám, thì các bạn sẽ hay gặp sau nhiễm virus. Sau nhiễm virus thì bạch cầu nó còn giảm, tiểu cầu nó còn giảm hay gặp, nhưng mà mức độ nó không nặng lắm. Ví dụ các bạn có thể thấy hiện tượng giảm tiểu cầu trong nhiễm sốt xuất huyết chẳng hạn đó, hoặc là do cái tình trạng liên quan tới cái tăng bắt giữ tiểu cầu. Đấy, thì các bạn có thể định hướng đến nhóm nguyên nhân. Tuy nhiên các bạn biết rằng rồi đó, các bạn chỉ hôm nay chúng ta học về đông máu, chúng ta biết rằng quy kết được nguyên nhân rối loạn của đông chảy máu này là do tiểu cầu là hết cái nhiệm vụ của hôm nay. Còn để đi sâu vào cái chuyện là cái gì gây ra cái chuyện tiểu cầu nó bất thường thì lại là một cái chuyên đề riêng về tiểu cầu, cho nên các bạn mình không thể nói hết được. Step by step thôi. Nhớ nhé, điều tra thêm những thông tin để trong bối cảnh mà để có một cái giảm tiểu cầu á, thì phải kết hợp giảm tiểu cầu này là đơn độc hay là đi giảm với những dòng khác. Mới khởi phát hay là kéo dài rồi. Có dấu hiệu của lớn cơ quan không? Đặc biệt khai thác tiền sử sử dụng thuốc, rất nhiều thuốc có thể gây ra chuyện giảm tiểu cầu, và điều tra cái tiền sử nhiễm trùng trước đây nhé. Nếu cái gì cũng nâu, mới khởi phát đơn độc này, giảm tiểu cầu đơn độc, mới khởi phát, không có dấu hiệu lớn cơ quan, không có sử dụng loại thuốc gì, thì nghi ngờ cao là ITP ha. Rồi còn PPF bất thường thì nhớ PFA bất thường thì nhớ điều tra vôn nữa nhé. Và khi điều tra vôn thì các bạn cần phải làm những xét nghiệm gì? Hôm trước học bài vôn, những cái đoạn sau mà liên quan tới điều tra sâu về các xét nghiệm thì không kịp thời gian cho mình, cũng không nói hết được. Nhưng ở Việt Nam đáng tiếc, rất rất đáng tiếc là chúng ta lại quá yếu trong cái chuyện về vôn đi. Cái ca bệnh nhân vừa hôm đợt trước mà mình điều tra cũng vậy thì nó phải là vôn chứ không phải là PFA bất thường đó.
Nhưng mà vì sao? Đối với vôn thì các bạn phải nhớ là làm nhóm máu, tại vì á, yếu tố vôn nó có liên hệ rất mật thiết với nhóm máu. Cho nên đối với bệnh nhân nhóm máu O á, thì cái giá trị bình thường của vôn nó khác hoàn toàn so với nhóm máu của A, B hoặc là AB. Rồi các bạn sẽ phải định lượng kháng nguyên, làm ritocetin, phân tích collagen hoặc là phân tích xét nghiệm gắn kết yếu tố 8. Tuy nhiên ở mình đây thì mình chỉ làm được cái kháng nguyên và hoạt tính của vôn thôi. Thôi có nhiều xài nhiều, nhưng mà nếu các bạn, vì sao? Thực ra mình nghĩ á, muốn phát triển được, muốn y khoa chúng ta phát triển được á, thì nó đến từ nhu cầu lắm sao. Nếu các bạn hiểu, nếu các bạn hiểu, các bạn mới nhận ra là ồ tôi thiếu này, tôi thiếu, tôi bức bối quá, tôi phải làm. Thì khi đó các bạn đề xuất, các bạn lên tiếng, thì dần dần bệnh viện người ta mới bên phía labo họ mới bắt đầu cố gắng cập nhật, rồi bắt đầu họ mới update cho mình được. Phía lâm sàng không có yêu cầu gì hết, thì ai sẽ là người đứng ra làm tiên phong cho cái chuyện là cập nhật những cái thứ này? Lãnh đạo bệnh viện họ đâu có phải là chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng sâu đâu. Thì mỗi cái bộ phận như vậy, họ phải là những người speed up ở tại vị trí đó, nhận ra sự thiếu hụt, cảm thấy không được, mới đề xuất, thì khi đó nó mới tiến bộ được. Cho nên là trình độ của bác sĩ lâm sàng quyết định đến cái sự phát triển rất lớn của y khoa, là vì vậy họ chính là động lực cho cái sự thay đổi. Rồi, điều tra vôn thì thôi sâu quá, điều tra vôn thì sâu quá. Các bạn có thể xem lại bài vôn đó. Rồi, như vậy là nhóm tiểu cầu và vôn là coi như mình đi qua rồi nhé. Nếu nhóm tiểu cầu và vôn xong rồi thì mình đi qua cái nhóm thứ hai là cái nhóm về đông máu. Thì người ta chỉ khuyến nghị cỡ PT và BT là đủ rồi. Sàng lọc thôi mà, sàng lọc thôi. Thế thì thôi, các bạn cũng biết rồi, con đường đông máu, mặc dù lý thuyết đông máu mới là đi theo con đường của đông máu tế bào được cái loại đó, nhưng mà điều tra labo dựa trên PT, APTT là nội sinh và ngoại sinh, không có gì để bàn. Nội sinh, ngoại sinh là con đường chung, 100% đúng y chang như vậy. Thì đó, con đường APTT đi từ yếu tố tiếp xúc. Các yếu tố tiếp xúc gồm cái gì vậy Bình ơi? Dạ là recurrin, rồi cái HMV kép với lại yếu tố 12. Calicrin, thì tất nhiên nó chuyển từ pre-calicrin, rồi clinogen trọng lượng phân tử cao và yếu tố 12, rất tốt. Rồi nó sẽ hoạt hóa đi xuống 11, rồi sau đó là phối hợp 9 và 8 phối hợp để sau đó thì 15 phối hợp để tạo thành 2 và tiến tới là fibrin. Ngoại sinh thì chỉ có yếu tố mô phối hợp với yếu tố 7 thôi, đúng không? Rồi, thế thì mô hình chung và cơ bản nhất đó là, đây là một mô hình tiếp cận suy giảm yếu tố đơn độc, tức là suy giảm một yếu tố. Thì các bạn sẽ thấy là mô hình của nó sẽ là mô hình gì? Nếu như PT kéo dài, APTT bình thường, tức là PT kéo dài đơn độc, thì nếu suy giảm yếu tố, mình thấy cái cách tiếp cận của cái bài giảng này có ở chỗ này nó cũng có clear một tí. Đối với mình là mixed test là cái phần đầu tiên trong khi mình điều tra về đông máu. Nhưng ở đây thì họ đi hơi ngược ngược một tí. Thế nên các bạn hiểu là đi như thế này thì nó không được clear lắm. Thôi thì bạn chấp nhận là mình hiểu là mình đang tách riêng ra cái nhóm cái ức chế riêng và cái nhóm suy giảm yếu tố riêng. Nhưng mà bắt buộc là luôn luôn nhớ mid test trước. Mid test phải làm trước. Chiều nay có một ca đông máu mới vào viện bên mình luôn. Bác sĩ trực họ mới nhắn tin cho mình. Ngày mai mình sẽ làm điều tra và kể lại cho các bạn nghe xem thử cái ca này bị cái gì. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nếu suy giảm yếu tố đơn thuần thì nếu PT kéo dài đơn độc thì chỉ có yếu tố 7 nó phù hợp thôi, đúng không? Còn nếu như mà PT và APT đều kéo dài thì mình nghĩ tới các yếu tố con đường chống 1, 2, 5, 10 nhá. Còn APT kéo dài đơn độc thì nghĩ tới con đường nội sinh gồm có yếu tố tiếp xúc 11, 9, 8. Còn bình thường hết thì mình nghĩ tới con đường của yếu tố 13, bởi vì yếu tố 13 nó không liên quan tới đông PT, APT. Được chưa? Cách tiếp cận chung là như vậy. Cho nên nếu các bạn không hiểu mà các bạn nhìn cái sơ đồ này thì nó lại lằng nhằng. Rồi,
người ta có thể giới thiệu ra cái pattern, cái pattern nó cũng hay, tức là cái mô hình cổ điển của một cái bệnh nhân hemophilia là gì? PT nó bình thường, sau đó APT nó kéo dài cỡ tầm khoảng 80 giây, khoảng 60-80 giây là cái khoảng tối ưu của cái APT trong cái bệnh nhân hemophilia, nó nằm ở cỡ đó. Và sau đó các bạn định lượng yếu tố 8 thì thường nó giảm mức này, ví dụ trường này bệnh nhân 3% thì là biểu giai đoạn mức độ trung bình. Đấy, thì người ta so sánh giữa APT và hoặc tính yếu tố 8, người ta tìm ra cái range, so sánh cái range của người bình thường đó, để người ta chọn cái giá trị cái khoảng tham chiếu bình thường đó. Thì các bạn có thể thấy là người bình thường thì nồng độ yếu tố nó dao động từ yếu tố 8 nó dao động từ 48 đến 124%, cho nên thường để chẩn đoán hemophilia thì ít nhất yếu tố 8 nó phải giảm dưới 40%. Rồi, thôi mấy cái vụ hemophilia này thì sau khi chẩn đoán hemophilia rồi thì các bạn ý là nghi ngờ hemophilia thì các bạn sẽ phải điều tra đồng thời bất thường yếu tố 8 cộng như điều tra bất thường của vôn. Như đã nói rồi, hemophilia suy giảm thì không chỉ là do hemophilia bẩm sinh mà còn có thể là bệnh lý của vôn. Các bạn sẽ phải điều tra đồng thời nhé. Thì các bạn xem lại cái quy trình cũ trong bài vôn. Còn nếu như APT kéo dài đơn độc thôi, giờ làm con đường nội sinh nó cũng bình thường mất rồi. Nhưng mình nhớ là mid test nó phải âm tính, tức là mid test âm tính có nghĩa là suy giảm yếu tố thôi. Giờ APT kéo dài đơn độc, làm xét nghiệm yếu tố bình thường hết, thì các bạn phải nhớ tới suy giảm hệ thống tiếp xúc. Nhớ nhé, suy giảm hệ thống tiếp xúc thì các bạn phải làm những yếu tố nào nhỉ? Ba yếu tố bạn Bình vừa nói, đó là kilogram trọng lượng phân tử cao, recalcitrin và yếu tố 12. Được chưa? Nhưng nhớ cho với suy giảm yếu tố tiếp xúc thì phải xem xét với phía lâm sàng. Suy giảm yếu tố tiếp xúc không gây xuất huyết, cho nên là lâm sàng nếu bệnh nhân có chảy máu thì thường nó không phù hợp lắm. Các bạn nên xem lại. Nó làm cho APT kéo dài đấy, không những dài mà còn dài lắm kia. Nhưng mà lâm sàng nó không xuất huyết. Vì sao vậy nhờ? Vì sao vậy, Hậu có nhớ không? Sao suy giảm mấy cái thứ này nó làm APT dày hoàng măng mà lại không xuất huyết? Vì cái ấy là cái đó là con đường máu nội sinh, mà thường thường thì nó phải liên quan đến bề mặt tiếp xúc thì nó mới kéo dài, nó mới có tình trạng xuất. Đấy là dạ cái đó là. Có ai bổ sung không? Cảm ơn Hậu. Có ai bổ sung không? Tại vì trong cơ thể thì đông máu thì theo cái thuyết tế bào nó không có liên quan đến cái hệ thống tiếp xúc, nhưng mà trong cái xét nghiệm trên labo thì cái hệ thống tiếp xúc là cái quyết định đến con đường đông máu nội sinh, cho nên là mới gây ra cái mâu thuẫn như vậy. Rất là tốt, rất là tốt. Hiểu được vấn đề như vậy là rất là tốt. Mình là mới năm ba ta? Năm ba. Ồ, năm ba mà như vậy là sau này em tự học thêm thì chắc là đông máu của em sẽ rất là vật đấy. Đúng rồi, đây là một cái bất đồng giữa labo và in vitro và in vivo thôi. Rồi, bây giờ có hai cái bối cảnh bệnh nhân như thế này. Một cái bệnh nhân là đấy, cả hai ca thì tiểu cầu nằm trong huyết áp bình thường. Một ca là vào viện PT và APT, ca bệnh nhân số 1 này nha. Bệnh nhân là PT, APT đều kéo dài, PT 61 giây, APT không đo được luôn. Khi nào các bạn thấy nó nằm trên 150 gì đó thì có nghĩa là không đo được. Lý do tại sao các cái máy nó phải set up như vậy, các bạn phải hiểu. Tại vì là nếu mà các bạn cứ đợi cho khi nào cái cục đông hình thành CT đo được rồi, không kệ mình cứ chờ như vậy thì cái máy nó có thể bị đơ luôn á. Đôi khi máu nó không bị đông được, nó không đông lại được luôn thì làm sao mà chờ được. Cho nên nó sẽ có một cái chốt ngang 150 giây, mà thấy mà không hoàn thành được nhiệm vụ là nó cắt, nó không đo nữa, trả lời là trên 150 thôi chứ nó không biết bao nhiêu hết.
Cho nên là nhiều các cái máy nó sẽ có một cái khoảng giới hạn của nó, vượt quá giới hạn của nó, đo của nó thì nó sẽ không trả chính xác, mà nó chỉ trả là giống như cái máy đo đường huyết vậy. Khi nó vượt quá cái ngưỡng của nó rồi, nó không trả giá trị số cho các bạn nữa, nó ghi chữ 2, chữ khác. Nguyên tắc của nó là vậy. Ở đây thì người ta có cung cấp thêm thông tin của yếu tố 13, tại vì sao người ta làm yếu tố 13 song song với PT và APTT nhờ? Trong cái bộ bi lăng điều tra mà nói với các bạn đó, yếu tố 13 không đánh giá được thông qua PT và APTT á, cho nên là thật ra thì cậu không nhất thiết là phải là lúc này chỉ là tình huống lâm sàng thì người ta cung cấp vậy thôi. Còn ca thứ hai là APTT trên 150 đơn độc, trên 150 đơn độc. Rồi, xem thông tin thêm nhé. Thôi tiếp cận thì mình khỏi bàn. Cá đầu tiên thì các bạn nghĩ là thôi, mà bạn nói cái cá đầu tiên các bạn nghĩ như thế nào đi. Suy nghĩ về cách tiếp theo là gì. Mình thấy rằng á, cái đông máu là cái nơi mà các bạn có thể áp dụng cách suy luận cho những cái tình huống, những cái phương diện khác của y khoa nó cũng tương tự như vậy. Nó rất là logic và rất là thú vị nhé. Mời bạn Thuận được không? Tại bằng Thuận thì mình không thấy cái tên. Thuận ơi. Có vài bạn mà không thể nào tiếp xúc được. Còn bạn Đeo là không biết cái bạn nào luôn. Có bạn Đeo có nói chuyện được không? Rồi, thế thì chắc nhờ Phúc đi nhé Phúc. Ở ca này thì em thấy có số lượng tiểu cầu bình thường. Thành thế cả APTT và PT đều kéo dài cho nên nghĩ là do có thể là thiếu yếu tố đông máu của con đường chung. Bước 1 phải làm gì ta? Vậy bước 1 là xét nghiệm PT anh. Bước 1 là gì em? Giờ bệnh nhân ra bệnh đó chuyển tới em làm gì tiếp? Dạ em thấy cả có cả BT và APTT đều kéo dài cho nên em sẽ đi làm mix test. Đúng rồi, làm mix test. Thường thì mình làm mix test, nếu chúng có cái nào dài thì mình mix test, mình kiểm tra cái đó. Được. Nhưng mà cái ca này nói chung là trong này cái cách tiếp cận họ hơi kỳ á, họ cứ tiếp cận cách riêng, suy giảm yếu tố riêng, chữ dễ riêng, cho nên tôi từ từ á chấp nhận là đúng phải làm mix test trước á. Rồi để xem, họ không nói gì về mix test hết. Họ đi thẳng luôn tới cái định lượng yếu tố. Họ định lượng một yếu tố, kết quả định lượng yếu tố như vậy bằng Phúc phân tích luôn nha. Dạ là định lượng 3 yếu tố là yếu tố số 2, yếu tố 10 và yếu tố 5 thì nhận thấy là có giảm yếu tố 10. Vì sao bệnh nhân 1 họ là điều định lượng 2, 10, 5 vậy em? Dạ là do có cả APT và APTT đều kéo dài cho nên nghĩ là do bất thường yếu tố của con đường chung. Nhưng mà nhớ là họ như vậy là họ không được cái đó đúng không? Phải làm mít test trước đúng không? Dạ. Đúng rồi. Tiếp đi em. Như vậy là ra được cái yếu tố 10 suy giảm. Dạ, cho nên nghi ngờ bệnh nhân này có suy giảm yếu tố 10. Rồi, còn bệnh nhân số 2 thì sao? Dạ, anh cho em coi lại cái cận lâm sàng lúc đầu đúng không? Dạ, bệnh nhân số 2 thì có kéo dài APTT đơn độc, cho nên em cũng cho đi làm mix test trước. Rồi. Dạ, sau đó sẽ nghĩ đến những bất thường của trong báo con đường nội sinh là bất thường yếu tố 8, 9 hoặc là hệ tiếp xúc. Cứ đu 8, 9. Ta chứ 11 giờ hệ tiếp xúc. 11 đó. Hoặc là tiếp xúc đúng không? Nhưng mà mình chưa có lâm sàng của bệnh nhân này cho nên mình chưa định hướng được. Yeah. Thử xem nhé. Đây, lâm sàng bệnh nhân 1 giờ họ mới cung cấp ra nè. Xem thử có gì hot. Dạ, có mảng xuất huyết. Hematom, dạ. Cái này gọi là, em không được gọi là màng, cái dạ, này hematom rồi. Em biết có dạ, mấy cái phân đồ liên quan tới xuất huyết thì người có mấy mức độ không? Dạ em nhớ là chia theo
như em học là chia theo phần trăm của vị trí xuất huyết, còn xuất huyết mấy mức độ thì em không rõ. Theo kích thước em. Dạ. À, dạ có ba loại là có mảng chấm nốt. Chưa đủ bốn loại em ạ. Bởi vì nó liên quan tới màng, nhưng nó liên quan tới các cái ổ tụ máu nữa, hematom nữa. Thì trường hợp này nó tạo hematom nữa. Yeah. Nhân này thì đấy, lâm sàng như vậy đấy, tức là bị một cái hematom rất là nặng sau khi một cái chấn thương nhẹ thôi, rất là tối thiểu thôi, nhưng mà bị một cái hematom rất là nặng. Bệnh nhân này là bệnh nhân thật nha các bạn, nhưng không có bệnh nhân nào giả đâu. Yeah. Thì khai thác tiền sử thì không có cái tiền sử nhất. Còn bệnh nhân số 2 á, em tóm tắt cái bệnh nhân số 2 cho mọi người nghe thử. Bệnh nhân số 2 thì có một cái xuất huyết sau phẫu thuật rất là nặng, sau khi phẫu thuật thoát vị. Hematothorax là xuất huyết trong lồng ngực hả anh? Ừ, đúng rồi, trong máu lồng ngực em. Dạ. Sau khi sau khi mình đặt cái tĩnh mạch trung tâm. Dạ, dạ đúng rồi, sau khi đặt cái tĩnh mạch trung tâm. Dạ, xử trí thì sẽ có truyền cái ý là nó là sao vậy? Cái này gọi là truyền máu khối lượng lớn, em phải nhớ nha các bạn, phải nhớ với cái này nha. Rất là nổi tiếng, gọi là massive transfusion, có nghĩa truyền máu khối lượng lớn. Truyền máu khối lượng lớn được định nghĩa là truyền vượt quá một lần thể tích máu của bệnh nhân trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hoặc là truyền hướng có định nghĩa thứ hai trong khoảng thời gian ngắn hơn, mình không nhớ rõ. Bệnh nhân này truyền tới tầng 24 đơn vị hồng cầu, 32 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 4 đơn vị tiểu cầu. Cho nên là bệnh nhân này thuộc nhóm truyền máu khối lượng lớn rất là nghiêm trọng, và sau đó đã được đưa đến cái bệnh viện này bằng trực thăng. Chuyện này đối với Việt Nam thì nó hiếm, chứ ở Mỹ giống như bà có cái chị điều dưỡng từ Penn qua bên mình cũng vậy, nói chị có vấn đề gì là chị alo trực thăng qua đó à, cấp cứu à, họ xem bình thường lắm. Mình thì chắc là rất là khó. Rồi, bối cảnh lâm sàng vậy á. Như vậy thì cái ca này suy giảm yếu tố 8, không có tiền sử á. Mà đợt này em thấy cái hình thái xuất huyết nó khác hoàn toàn á. Hình thái xuất huyết nó khác hoàn toàn á. Cho nên bệnh nhân này á thì người ta nghi ngờ một cái hemophilia mắc phải á. Tại vì yếu tố 8 đâu có giảm bẩm sinh đâu á, cho mắc phải. Thì các hình thái mà các bạn có thể gặp phải của nó là như vậy ha. Không có một cái tiền sử chảy máu, nhưng mà bây giờ vào viện vì một cái xuất huyết rất là lớn, một cái ổ tụ máu rất là lớn, hoặc là chảy máu do niêm rất là nặng, chảy máu niêm mạc rất là nặng. Nó thường là chảy máu niêm mạc. Rồi xuất huyết tiêu hóa hoặc là tiểu máu. Các bạn phải nhớ hemophilia mắc phải là một trong những cái rối loạn đông máu gặp, mắc phải phổ biến nhất mà các bạn gặp ở người lớn. Cho nên đừng bao giờ quên nó. Nhưng yên tâm, cứ flow từng bước trong quy trình điều tra đông máu, các bạn sẽ chứng minh được nó vậy thôi. Do cái slide này họ thiết kế mà họ không có thiết kế theo cái cách thức mà điều tra step by step, cho nên là nó hơi khó hiểu. Đấy, giờ họ mới nghi ngờ có chất ức chế, họ đi làm mấy step. Như vậy hơi kỳ. Hơi kỳ nhé. Rồi, xem thử nha. À, mixed test thì mình nói rồi á. Khi các bạn làm mixed test thì mình có nói với các bạn sao nhỉ? Đó là nhớ đo đồng thời một cái đo nhanh và một cái đo sau ủ nha. Thường là người ta sẽ ủ 1 giờ, đo lần, ủ 2 giờ, đo tiếp. Thường thì mình sẽ làm nhanh á, một cái đo trực tiếp, một cái ủ sau 2 giờ. Đây là tình huống không có ức chế thì các bạn thấy là người ta rất quan tâm tới cái đồ thị á. Bởi vì khi đó thì cứ pha loãng huyết thanh thì nồng độ yếu tố 8 nó giảm dần, cho nên khi mình đó mình plot lên trên cái đồ thị thì nó trở thành cái tuyến tính. Nhưng mà trường hợp có chất ức chế thì cái đồ thị nó sẽ biến dị như thế này, đồ thị nó sẽ trở thành đường cong á.
các bạn không học sâu về nó chứ thôi. Rồi, ca này sàng lọc mid test dương tính này, thấy ca số 2 không? Ca số 1 mid test âm tính, như vậy ca số 1 là ca dạng yếu tố 10 thực sự đúng không? Còn ca số 2 mid test dương tính, à, yếu tố 8 dưới 1%. Thế thì cái mục tiêu chẩn đoán của chúng ta không chỉ dừng lại ở cái chuyện đó là chẩn đoán được cái nguyên nhân gây chảy máu đây, là mình biết đó, ví dụ ca 1 là nguyên nhân gây suy giảm yếu tố 10. Nhưng cái vấn đề của chúng ta nó phải chẩn đoán ra được cái bệnh gì làm cái yếu tố 10 suy giảm. Tức là chúng ta phải chẩn đoán được bệnh, tức là phải đi xa hơn một bước. À, cho nên các bạn sẽ phải đi tiếp. Rồi, thì liên quan tới suy giảm yếu tố 10 đơn độc nó cũng thú vị lắm các bạn, và mình đã gặp một ca mình không bao giờ quên luôn. Đấy, ca à, liên quan tới à, cái chất ức chế, thì nhớ sau khi xác định chất ức chế dương tính các bạn phải làm cái định lượng B thích đa để xem thử nồng độ của nó bao nhiêu đúng không? Thì người ta xác định B thích đa của cái ca này là BU, thế nhớ đơn vị BU trong học không, là 37 BU, như vậy nó cao lắm nha. Trên 5 là mình đã phải chấp nhận là phải sử dụng cả cái các yếu tố bắt cầu để cầm máu rồi đó, chỉ còn mà truyền là không ăn thua đó. Đấy, thì bệnh nhân số 2 này là một cái ca hemophilia mắc phải rồi nhé, do tự kháng thể thôi, trường hợp này thì nó rõ ràng rồi nhé, tự kháng thể. Nhưng mà sau đó các bạn phải tìm ra được là tự kháng thể này là do bệnh lý tự miễn đơn thuần thôi hay là do các rối loạn khác gây rối loạn sản xuất kháng thể của tế bào B nhé. Đấy, thì các bạn thấy tần suất của các cái chất ức chế mắc phải thì cao nhất đó là chất ức chế mắc phải yếu tố 8 hay gặp nhất. Sau đó là các yếu tố khác đều có thể gặp phải, các yếu tố khác đều có thể gặp phải, và một số ít nó có thể gặp phải chống lại nhiều cái yếu tố khác nữa. Còn lại thì chỉ báo có ca thôi, rất là hiếm. Và mình cũng rất là bất ngờ là mình đã từng chẩn đoán một ca chất chế mắc phải của yếu tố 5, trong khi đó người ta mô tả ở đây chỉ có 105 ca được báo cáo thôi. Cho nên ở Việt Nam mình á, nếu gặp những cái ca nào hay thì các bạn nên viết báo cáo. Mình không viết báo cáo, mình không viết cái report á, thì mình lại không được ghi nhận, rất là đáng tiếc. Còn trường hợp của cái ca số 1 á, để chơi chế mắc phải thì thôi mình nói với các bạn rồi, là hoặc là nó ức chế hoạt tính của yếu tố thôi, chứ nó cũng không nhân, hoặc là nó sẽ làm tăng cái thời gian bám hủy, làm giảm cái thời gian bám hủy của yếu tố đó. Rồi, còn cái ca mà số 1, ca này là một cái hematom nặng đó suy giảm yếu tố 10, do suy giảm yếu tố thôi, thì cái ca này nó lại ra một cái, sau khi sinh thiết xong người ta ra một cái amyloidosis, và mình lại gặp một ca như vậy y chang. Bởi vì lúc đó một cô bé bác sĩ, mình có viết cái bài này trên Facebook, một cái bạn nhỏ hơn mình á, bác sĩ trên khoa, và viện bệnh nhân cứ có hai cái, có xuất huyết cái ổ mắt thôi, xuất huyết cái ổ mắt như vậy á, điều không biết vì lý do gì á. Thì bắt đầu xét nghiệm đông máu nó ra, thì khi đó mới thấy xét nghiệm đông máu nó bất thường á. Nhưng mà không hiểu, tại vì sau đó thì không hiểu lý do tại sao á, khi định lượng yếu tố đông máu thì chỉ có yếu tố 10 suy giảm. Thì mình mới nhớ là suy giảm yếu tố 10 thì nó hiếm lắm các bạn. Suy giảm yếu tố 10 đơn độc mắc phải nó hiếm lắm á. Do đột biến gen thì gần như là quá hiếm ở cái độ tuổi này rồi. Thì mình mới nói là trường hợp này thì có khả năng cao là tương tác của các cái globulin bất thường đó. Nó tương tác trực tiếp với yếu tố 10, nó rất hay gặp với yếu tố 10. Không biết sao yếu tố 10 với cái cấu trúc với globulin nó có anh em ruột gì với nhau mà nó thay tương tác lắm. Thì mình nói làm điện di protein đi á, thì khi điện di ra thì đúng là nó tăng cái vùng gamma rất là cao á, và xác định được đây là một cái ca của amyloidosis. Đau tụy hay amyloidosis điều nó có thể gây ra cái tình trạng này khi mà globulin bất thường nó có thể tương tác với yếu tố 10 á. Chắc bất ngờ là mình gặp hết rồi. Như vậy ca đó là ca amyloidosis nhé, tức là tương tự như đau tụy nhé. Rồi, còn lại thì những cái tình huống mà sau khi làm hết tất từng đợt bọn này nó đều bình thường, thì người ta đòi hỏi các bạn phải điều tra thêm những test chuyên sâu, cụ thể gồm có như alpha antiplasmin này, xét nghiệm chức năng tiểu cầu, xét nghiệm vôn, các rối loạn chảy máu do thành mạch, và lặp lại các cái xét nghiệm trong những cái đợt chảy máu tiếp theo để điều tra.
Nhưng nếu vẫn thất bại, không tìm ra được, tức là initial screening và intended screening đều bại rồi, thì các bạn sẽ chẩn đoán nó là một cái bleeding disorder of unknown reason, một cái rối loạn chảy máu mà với nguyên nhân không được rõ, không được biết rõ. Chứ không phải khi nào mình cũng có thể tìm được, thì mình phải có một cái phân loại như vậy thì thực sự là chúng ta không thể nào mà có thể biết được toàn bộ được ha. Thì tổng quan về cái quy trình tiếp cận của một cái bệnh nhân có xu hướng chảy máu thì chúng ta đã trải qua như vậy á, thời gian cũng không còn nữa, mình có thể trao đổi một ít rồi mình với mình sẽ nghỉ á. Các bạn hỏi bây giờ thì các bạn có khả năng tư duy tốt rồi cho nên các bạn hoàn toàn có thể trao đổi thoải mái mà. Các bạn thấy cái bài giảng mà họ soạn có hay không hay là có phản biện gì không? Họ soạn đúng phải mình soạn. Mời nha. Em thấy bài giảng nước ngoài giảng rất hay, soạn rất hay. Kể cả mình xem nhiều slide trên mạng cũng thấy họ đi rất là, nói chung là đi rất là đầy đủ, cẩn thận. Tất nhiên đôi khi nó vẫn có hơi khác mình, có khác mình là do mình thôi. Ừ. Mình chưa làm được đầy đủ gì. Ổn đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà ok em. Bình vâng. Mời em luôn. Em cứ chia sẻ, em cứ chia sẻ. Em thì em thấy nó tiếp cận cũng hay, giống như là những cái này, những cái giống như là trong sách giáo trình mà học trên trường sẽ không có, nhưng mà cái chỗ mà tiếp cận mà chỗ mà đóng huyết tương ABTT với lại em không thích kiểu đó lắm, em cứ nghĩ là bác sẽ đi theo kiểu làm hai cái cùng lúc rồi bắt đầu phân loại là đồng thời hay là kéo dài đơn độc gì đó, em cứ nghĩ là họ sẽ đi theo kiểu đó rồi đến huyết test hay gì đó. Chứ hồi là đi từ một cái xong rồi bắt đầu rẽ xuống làm cái còn lại. Nhưng mà bây giờ hành trình đi qua cũng khá dài rồi á. Mình có cái chia sẻ gì với mọi người không? Dạ là kiểu như là cái phương pháp của anh dạy thì em thấy nó lạ với lại nó hay ấy. Nhưng mà cái đấy là như em là em tiếp thu là do anh dạy thôi. Còn nếu như mà em muốn tiếp cận thì em cũng chưa biết là em tiếp cận như thế nào, hay là có thể tìm hiểu nguồn tài liệu gì đó, hay là cách sao em cũng chưa biết nữa. Khó. Tại vì như giáo trình trong trường thì cũng không có như là anh giảng, em thấy vậy. Cái này Phúc nó tự học tốt lắm nè, IELTS 8 chấm nè. Phúc chia sẻ từ Phúc. Kinh nghiệm tự học á. Dạ, chủ yếu là em đọc sách đó anh, còn những cái slide thì nhiều khi nó hơi bị tóm gọn á. Như chẳng hạn như những cái slide nãy giờ thì đúng là nhờ anh giảng em mới hiểu, chứ nếu mà em tự đọc đó, thì nhiều khi cũng sẽ hơi bị mơ hồ á anh. Nó ghi, đúng là nó ghi hơi bị gọn, với lại có nhiều chỗ nó hơi khác với mình. Đấy, thì em cứ nói, các bạn cứ nói để mình rút kinh nghiệm với nhau. Giống như lúc nãy mà cái chỗ mà viêm tụy cấp á, thì như em được học thì nếu như mà natri máu giảm trong viêm có thì có nghĩ tới là nôn thôi, chứ không có thể là nghĩ tới các nguyên lý khác hay là gì như cái cách mà anh tiếp cận ấy. Như là trong đầu em chắc chắn là do bệnh nhân nôn, cũng như thầy giảng là cũng đưa mọi nguyên nhân đó thôi. Vì bạn không có nỗi thầy ngoài em cũng giảng là nôn. Được, nói vậy nó không được, phải đi từng bước. Ý đồng ý là mình sẽ tiếp cận theo cái sơ đồ hạ lắc chi. Bây giờ mình có hết đúng không anh? Nhưng có hết là mình ơi, có hết có làm có được hết có hết. Có hết và mình làm được, nhưng mà mình không mình không làm thầy, mình không làm đúng không, mình không làm. Và kể cả như là khóa trên dạy khóa dưới hay là thầy dạy thì thầy cũng thì tiêu dạy cấp thì nôn rồi các thứ, nôn rất nhiều thứ gây rối loạn điện giải, gây giảm. Mình đã tự tìm hiểu rất là kỳ về điện giải, vì rối loạn điện giải mình gặp hàng ngày mà mình mới nhận ra là thực ra là quá khó để hiểu. Và để hiểu nó, anh nghĩ để hiểu một cách trọn vẹn về nó, em phải dùng khoảng 5 ngày, khoảng 5 ngày tìm hiểu tích cực, tìm hiểu nghiêm túc khoảng 5 ngày thì em mới có khả năng hiểu một cách trọn vẹn. Và em biết tới đó là em biết làm cái gì đó. Tại vì điện giải nó liên quan tới quá nhiều các cái quá trình đi ấy, cho nên là không dễ thế nào. Nhưng mà
cái sơ đồ mà họ đã đưa ra là họ dựa trên một cái khả năng họ hiểu biết quá sâu sắc đó, nó cực kỳ sâu sắc ở trong đó. Cho nên là mình thấy là cái sự học của bên mình nó sơ sài quá. Nên cuối cùng chúng ta thiếu cái tính hàn lâm, thì khi thực hành lâm sàng chúng ta lại hơi đáng tiếc, hơi đáng tiếc. Mình sẽ chia sẻ thêm về cái chuyện tiếp cận vấn đề như thế nào hoặc là tự tìm kiếm một vấn đề như thế nào, nhưng mà cái chuyện đó thì nó khó. Đặc biệt như mình nó dạy mới năm 3 thì rất là tiện lợi cho em khi em biết sớm. Khi em biết sớm là em biết được là y khoa thì nó cũng không phải thuộc bài như vậy đâu á. Cũng bình thấy là qua cái khóa học này thì mình cũng thấy được là không phải thuộc bài đúng không? Y khoa không thuộc bài đúng không? Đúng rồi, giống như em học anh là kiểu hoàn toàn không phải là một người giảng luôn. Không phải là kiểu anh giảng gì lấy bút ra ghi đó, mà kiểu bài học cách tư duy với lại đặt vấn đề ra. Đó giờ em chưa có nghĩ đến cái việc là phải đặt vấn đề ra. Khi đó em mới tìm lại được cái tư duy của thời phổ thông của em, thì đó em mới có thể phát triển được. Nó phức tạp cho nên nó là phải mình bắt buộc mình phải thay đổi cái hướng tiếp cận, chứ không thì mình lại ok. Rồi hai bài cuối của chúng ta thì mình đang chưa biết là các bạn muốn chọn cái chủ đề gì. Mình muốn là sẽ làm một bài nói sâu một bài về Rotem để các bạn biết về Rotem. Bữa nay nó phổ biến làm ngoại khoa gì thì các bạn cũng phải làm về nó, phẫu thuật tim các bạn cũng phải quan tâm rất là nhiều về nó. Một bài về Rotem và một bài về, một là mình sẽ nói với các bạn về cái tùy các bạn á, có thể mình sẽ chọn về phân tích chức năng tiểu cầu, hoặc là mình sẽ nói về nguyên lý chung cũng được, để coi như là chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm tiếp cận vấn đề của mình. Các bạn muốn sao? Qua đi xuống. Nghĩ là em thì em bầu chọn cho việc cái cách mà anh tiếp cận được ấy, cũng như là cách mà anh tư duy hay là anh tiếp cận những cái lý luận của anh ấy. Ok. Tại vì em nghĩ dạ, giống như là em học được anh đi thì về phần huyết học thì em sẽ có cái nhìn khác về APTT với lại BT, nhưng mà những cái khoa khác hay là những cái cận lâm sàng khác thì em lại không có hiểu rõ được như thế này. Là hôm sau em có thể tự hiểu được, giống như là tự hiểu về mấy cái xét nghiệm để mà mình khi mình đọc hay là mình nghi ngờ gì đó thì nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, em năm 3 thì em sẽ nếu em học được phương pháp thôi thì em sẽ từ tiến bộ rất là tốt á. Mình sẽ có một cái dịp chắc là mình sẽ phân tích một lần về điện giải cho các bạn thấy là thật ra cái nào các bạn cũng có thể tiếp cận rất logic được, chứ không phải một lần mình chứng kiến một chuyên gia bên tiêu hóa của Mỹ họ phân tích về một cái tình huống của một cái ca tăng men gan rất là nghiêm trọng á, mình mới thấy là hóa ra mình không hiểu gì hết, tại vì mình có bao giờ mình hiểu cứ suốt ngày cứ AST, ALT là men gan, chở bilirubin tăng rồi chúng ta không hiểu được nó là cái gì, nó tham gia vào chu trình nào, cho nên những cái biến đổi của nó chúng ta không thể lý luận được cái gì hết. Tất cả chúng ta chỉ cần nhớ duy nhất là cái men gan, mà như vậy thì làm sao mà tư duy được. Các bạn thấy là ví dụ như muốn hiểu về vôn mình phải đi với tận cùng tới cấu trúc của nó ở cấp độ phân tử, mình mới thấy được nó tương tác như thế nào mình hiểu được. Chứ còn nếu mà chỉ biết ngang đó thì làm sao mà suy luận. Tức là muốn suy luận được thì bắt buộc các bạn phải có cái dữ liệu đầu vào nó đủ. Còn nếu dữ liệu đầu vào không đủ, các bạn muốn giải bài tập mà dữ liệu đầu vào các bạn thu thập không đủ, bỏ qua một chi tiết không thôi thì các bạn hết suy luận rồi. Mà giờ các bạn bỏ qua cả hàng tá chi tiết thì chỉ có nước thuộc lòng thôi, làm sao mà các bạn suy luận được. Cho nên là cái vấn đề ở chỗ đó, tức là thực sự nếu muốn hàng lâm thực sự và làm việc logic cao trong y khoa thì mình nghĩ là các bạn phải học rất là nhiều. Học rất là nhiều, sâu hơn rất là nhiều để các bạn có thể tóm gọn lại và giảng lại cho người khác. Và sau đó ví dụ như mình chỉ là thời kỳ khởi điểm thôi, mình chỉ tích lũy lý thuyết thôi, rồi sau đó trong quá trình thực hành mình sẽ bắt đầu vận dụng những lý thuyết đó và đưa vào trong thực hành. Và mình sẽ không còn quan tâm lắm tới cái chuyện là trước đó mình đã chẩn đoán cái bệnh đó hay chưa, mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm tới logic mà thôi á, thì mình có thể
hoàn toàn có thể chẩn đoán được một cái tình huống mà mình chưa từng gặp trước đó. Bởi vì theo cái hệ thống của cái chuyển hóa của nó thì nó phải như vậy thôi nhé, thì mình có thể chẩn đoán được. Cho nên điều đó giúp mình chẩn đoán được các cái ca về đông máu, mình gặp được rất là nhiều tình huống đa dạng rồi á. Tại vì mình có thể nắm bắt được cái chuyển biến của nó thì mình có thể làm được. Các bạn đi lâm sàng đã áp dụng được những kiến thức gì ở khóa đông máu này cho các bạn chưa? Có ai đi và đã áp dụng được cái gì chưa? Có ấy. Ví dụ như em thì cũng áp dụng nhiều, tại vì tiếp cận nó đi lại từ đầu hơn và nó đỡ bị thiếu sót hơn, đỡ phải lấy máu nhiều lần hơn. À, ok. À, Phúc nói có thì Phúc nói thử nghe xem từ áp dụng được cái gì. Dạ, em vừa đi vòng huyết học xong á anh. Cho nên là hầu như là những cái mà anh dạy thì em áp dụng được gần hết, nhất là phân tích cận lâm sàng. Hay quá ha. Rồi có cái ca nào mà mình có thể mình thất bại trong chuyện tìm ra cái rối loạn nguyên nhân của rối loạn đông máu không? Dạ có một ca, thì cái ca đó nó hơi, tại vì em cũng chưa có nghĩ tới anh, là một ca bạch cầu cấp dòng thủy M3, thì ca đó vào DIC luôn nhưng mà em chưa có tìm ra được, tại vì lúc đó em không có nghĩ là trong tỷ lệ DIC trong M3 nó lại cao tới như vậy. DIC với M3 là anh em ruột. Anh em ruột. Tại vì cơ chế của nó khác ấy mà. M3 thì bữa nào rảnh anh sẽ chia sẻ thêm về cái chuyện của đống máu trong ung thư á. Nó khác. Nhưng mà Phúc với một khả năng tiếng Anh tốt cộng với một lối tư duy đúng đắn á, thì chắc em sẽ đi lợi hại lắm á. Em sẽ có cơ hội đi rất là lợi hại á sau này á. À, nhưng mà anh muốn hỏi Phúc một chuyện á, là khi em trao đổi các vấn đề đó với bạn bè của em thì em có gặp khó khăn không? Khi em đã hiểu vấn đề như vậy rồi nhưng khi em trao đổi với bạn bè nó có khó không? Dạ đôi khi anh, tại vì em cũng chưa có tìm được một cái cách diễn giải sao cho nó logic á anh, cho nên cái đó thì em vẫn đang tập từ từ. Tóm vấn đề lại cho nó gặp rồi sau đó em mới nói. Khó lắm em, anh thì anh đây khó, tại vì khi em hiểu mà em nói chuyện với người ta không hiểu. Thì giờ em nói là tới bước này tôi đề xuất tôi làm cái này nè. Nhưng trong đầu của họ nghĩ khác, họ nói là ồ, giờ mình đang giảm tiểu cầu để cho suy tụy này, để tập tụy này. Đấy. Nhưng mà cái cách tiếp cận của họ như vậy á, không phải mình ép cái cách suy nghĩ của mình cho cái suy nghĩ của họ, nhưng mà mình đã hiểu được rằng là ồ, tiếp cận như vậy thì nó quá tay quá và nó rất là không logic. Nhưng mà rất khó để cho nên em sẽ thấy rằng em muốn sống một cách dễ dàng hơn, làm y khoa tốt hơn, thoải mái hơn, yêu nghề hơn, em buộc phải để mọi người khác xung quanh hiểu giống em. Còn nếu như mà xung quanh em, đồng nghiệp em không hiểu vấn đề em đang hiểu hoặc em hiểu quá nhiều về nó mà đồng nghiệp em không hiểu nó thì em cũng khó sống như thường, đặc biệt là khi em còn nhỏ. Cho nên mình muốn chia sẻ cái chuyện, không biết có bạn nào gặp cái bối cảnh đó chứ, là khi các bạn quá hiểu một chuyện mà các bạn nói chuyện với một người không hiểu một cái vấn đề gì, cuối cùng mà rất khó, rất khổ sở luôn. Có ai gặp không? Hậu đang đi huyết học có ở à, đấy Hậu đấy, Hậu đang đi huyết học thấy làm sao? Thật ra là đợt này em xin lỗi là tối nay em hơi đau ấy, cho nên là em nói chuyện hơi lát. Đợt này thì em không có gặp nhiều bệnh về rối loạn đông máu, nhưng mà em làm hai bệnh, một bệnh là AML M5 với lại là ATP để trình bệnh cho thầy á. Thì về cái phương diện cắt lát á, thì có một lúc em đang ngồi làm bệnh để chuẩn bị trình cho thầy thì bạn em mô kiểu nó nói về cắt lát đó, nhưng mà nó không hiểu tại sao á. Nó chỉ biết là ITB thì là cắt lát thôi, nhưng mà em cố gắng giải thích cho nó nhưng mà hắn cũng không hiểu gì mấy á, tại vì nó không có hiểu được cái cơ chế vì sao phải cắt lát với lại là chuyện gì cái hiện tượng miễn dịch gì đang xảy ra. Nó chuyện khá là mệt,
mà em giải thích thì nó cũng không hiểu mấy, cô không hiểu vì sao. Thì có thể là do em không thực sự hiểu, hoặc là do hắn không có đủ nền tảng để hiểu được. Đấy, thì đó là cái thực trạng mà sau này mình sẽ thấy là nó có một cái xung đột về xung đột y khoa trong cái vấn đề đó. Cho nên là các bạn phải có trách nhiệm đó, khi các bạn hiểu một vấn đề rồi, các bạn nếu muốn trình bày với họ, các bạn phải lượng giá xem thử là họ hiểu cái vấn đề đó tới đâu á. Và nếu như thấy là họ hiểu nông quá, hoặc là họ hiểu khác quá, thì phải xem thử có trao đổi được với họ lại không, trao đổi lại cái vấn đề đó trước khi bắt đầu đưa ra cái kết luận là mình muốn làm cái gì, muốn làm cái gì. Còn nếu cảm thấy nó khác biệt quá rồi, đừng trao đổi vô nghĩa thôi, chỉ chửi lộn nhau thôi chứ không trao đổi được đâu. Đúng rồi, đợi mấy em sáng chửi lộn thiệt đó anh. Phúc nói thử, Phúc nói là tình huống nào thử cho mọi người đúng kinh nghiệm. Em thì thiệt ra là trước em cũng có đi dạy tiếng Anh đó anh. Chúng mà em dạy anh là đúng rồi. Dạ, đối với các bạn mà lần đầu tiếp xúc mà chưa có hiểu, với em dạy sinh lý thì các bạn mới tiếp xúc chưa có biết gì thì em mới tìm cách nói chuyện rất là dễ hiểu, nói chuyện với bạn đó, cho nên nhiều khi cũng gặp khó khăn là mình nói nguyên thiêu thôi, hỏi lại các bạn hiểu không thì các bạn không hiểu gì hết. Vì với lại là em cũng muốn hỏi một cái liên quan, bạn hậu mới nhắc tới cái ITV cắt lách anh, thì em cũng muốn hỏi là hình như em có được một giảng viên trường em giảng là đối với ITB thì cắt lách là một, trước đây là một cái là một cái second line treatment, nhưng mà có bác sĩ bệnh phòng thì nói với em là bây giờ thì người ta không có ưu tiên cắt lách nữa, nhưng mà người ta ưu tiên điều trị bằng bằng cái etanercept và rituximab, vậy thì cái nào đúng hơn? Cái này em hiện tại ấy, thì first line ở trong ITB á, first line ở trong ITB á, điều trị hạng mục của nó chỉ có IVIG và corticoid, nhưng mà gần đây nhất ấy, thì nó đưa etanercept, tức là đồng vận của thrombopoietin vào trong cái first line. Nhưng mà em biết rồi, nó chỉ ITP làm 3 giai đoạn, ITP mới chẩn đoán, ITP dai dẳng và ITP mãn tính. Thì nếu như mà ITP qua giai đoạn mãn tính trên 12 tháng nó vẫn không đạt được cái đáp ứng ấy, thì mình sẽ phải chuyển qua của hàng second line. Thì second line á, nó bao gồm rituximab, nó bao gồm các lách, nó bao gồm các cái ức chế miễn dịch khác. Thì hiện tại như đã thấy, first line của nó vẫn ưu tiên là dùng thuốc từ ngày mà etanercept ra đời ấy. Nhưng mà khi chuyển qua giai đoạn 12 tháng rồi thì các bạn phải chuyển qua second line thôi. Nhưng vấn đề các bạn lựa chọn cắt lách hay không cắt lách, cho tới hiện tại nha, phương pháp điều trị hiệu quả nhất vẫn là cắt lách nhé. Trong ITP thực sự ấy, thì phương pháp điều trị hiệu quả nhất thì vẫn cứ là cắt lách. Nhưng mà cái cắt lách thì các bạn là phải cân nhắc rất là nhiều thứ. Trong khi đó etanercept thì các bạn lại phải rất cân nhắc về vấn đề về kinh tế, vì nó rất là đắt và xài không biết ngày nào mới dừng lại. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn các bạn ngồi thảo luận với người nhà để quyết định lựa chọn phương án nào, chứ nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Phần lớn bệnh nhân cho tới hiện nay người ta từ chối cắt lách, bởi vì bệnh nhân ITP người ta thấy là tỷ lệ tử vong do viêm nhiễm xuất huyết trong bệnh nhân ITP, tỷ lệ tử vong tương ứng với tỷ lệ tử vong trong dân số nói chung. Các bạn có ngạc nhiên về điều đó không? Có nghĩa là nếu như vậy thì hóa ra là ITP thì sống cũng bình thường à. Và chính vì vậy mà người ta rất cân nhắc tới cái chuyện điều trị của các cái phương pháp điều trị quá xâm lấn. Người ta cắt lách xong người ta mất một cơ quan, và nguy cơ cắt lách sau đó người ta sẽ chết vì những cái vấn đề khác, nhiễm trùng của các tác nhân rất nghiêm trọng á. Và cho tới hiện tại em sẽ biết rằng ví dụ như rituximab, FDA vẫn chưa có approve rituximab trong điều trị ITP, chỉ là một cái điều trị off-label thôi. Bởi vì rituximab nó có nguy cơ phản vệ của nó, tỷ lệ tử vong biến chứng do sử dụng rituximab nó còn cao hơn cả cái bản thân của bệnh ITP nữa. FDA chưa chịu. Thì câu chuyện nó là như vậy đó. Qua cái câu chuyện đó, qua cái second line thì cái chuyện lựa chọn là do cân nhắc của bác sĩ, trao đổi với bệnh nhân trong cái chuyện chọn cái nào, tùy tình huống của từng người và mong muốn của họ như thế nào. Em có một câu hỏi là thầy mà dạy bài ITP của em đó, thầy kêu là có cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ITP mới vô là dùng corticoid, chỉ cần đáp ứng là có thể chẩn đoán được rồi, với lại
thầy kêu là cái việc mà lần có corticoid là một cái hệ quả tất yếu á, thì em không hiểu về cái nó lắm á. Chưa hiểu. Thứ nhất là cái chẩn đoán mới nhất của ITP, ITP cho tới bây giờ vẫn là một cái chẩn đoán loại trừ. Cho nên là anh không biết là thầy muốn nói tiêu chuẩn chẩn đoán mới nhất của ITP là tiêu chuẩn gì á. Mình phải loại trừ thôi, tại vì ITP thì nó chỉ nói về cái cơ chế miễn dịch của nó mà thôi. Còn ITP nguyên phát hay là thứ phát hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau á. Cho nên là không hiểu được ý của thầy tiêu chuẩn nào mới anh không biết. Còn đối với đáp ứng với cột tí khó nói lắm em. Cho tới bây giờ anh đang điều trị một ca bệnh nhân tại hiện tại luôn này. Nó bị từ năm 3 tuổi tới bây giờ nó là 19 tuổi. Và nó vẫn nhảy cọc tiêu như thường, chỉ cần một tuần cọc tiêu là điều gọi nó về bình thường. Nhưng mà tới giờ nó vẫn vậy, vừa điều trị tức thì tuần vừa rồi luôn đấy. Cho nên là cái chuyện mà nói nhường với cọc tiêu là một điều tất yếu thì cái đó mình không biết sao, chứ mình thấy lâm sàng là nó không đúng rồi đó. Điều trị từ năm 3 tuổi tới bây giờ nói gì đợt nào thì điều trị cọc tiêu đợt đó thì không có hết à. Không biết là sách vợ nào nói cái chuyện đó thì mình không biết. À, ý là thầy em kêu á, cái ITP vẫn là một cái chẩn đoán loại trừ, nhưng mà trong mấy cái xu hướng mới thì có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán là chỉ cần bệnh nhân bị giảm tiểu cầu và mà điều trị cọc tiêu lên thì đã có thể chẩn đoán là ITP rồi. Thầy nhưng em nói đó, có nghĩa đó là một cái yếu tố giúp em khẳng định cơ chế miễn dịch ở trong ITP, tức là em khẳng định rằng trường hợp này giảm tiểu cầu là do miễn dịch. Còn cái này có thực sự do ITP không? Không, ITP mà mình đang nói tới là ITP nguyên phát đúng không? Ví dụ bệnh nhân ITP bị biến chứng giảm tiểu cầu trong lupus em điều trị corticoid thì nó cũng lên đó thôi nhé. Cho nên điều đó không có nghĩa rằng là giúp chẩn đoán ITP, mà giúp khẳng định rằng cơ chế giảm tiểu cầu trong này là do miễn dịch. Cho nên khi dùng corticoid ức chế miễn dịch thì nó sẽ làm cho tiểu cầu nó tăng lại. Hai chuyện này nó khác nhau mà em. Hiểu không? Xem lại nhé. Ok, hôm nay mình đã có những cái trò chuyện rất là vui vẻ rồi á. Mọi người nghỉ ngơi cũng mệt rồi ha. Rồi mình sẽ chuẩn bị hai cái nội dung sắp tới và nói với các bạn, một cái nội dung về Rotem và một cái nội dung về nguyên lý chung một trong y khoa thôi nhá. Rồi có vấn đề gì mình trao đổi sau á. Tạm biệt mọi người nhé. Dạ vâng anh. Ơ sắp tới anh bay vào trong Sài Gòn ạ. Đúng rồi, thứ năm này. Thứ mấy? Thứ năm. Tối thứ năm này anh bay vào hả? Tuần này thì chắc là không biết có học được không tại vì. Ok, thôi tính sau. Tạm biệt các bạn nhé, chúc ngủ ngon. Bye bye. Yeah. Bye bye. Xin chào.